lễ cho Ngài. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mày, Nam mô Sang Khai. Chư thiên kính lễ Ngài Liễu Tông, kính lễ chư tôn Thiền Đức Tăng trong những nước Nam mà chúng tôi không được rõ. Chào chư thiện nam tín nữ, thiện hữu trí thức. Hôm nay Ngài sinh hoạt Phật pháp Văn Đáng cho Ngài Liễu Tông đảm trách. Bây giờ là giờ thỉnh pháp sư. Đạo tràng có ai đưa tay thỉnh pháp sư hay không? Đã lố một phút rồi nha. Có ai thỉnh pháp sư không? Nếu không có thì xin phép được thay mặt đạo tràng thỉnh pháp sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Brahmai cha lo ca thi pa ti sa ham pa ti ca tăng cha li an thi la lăng a ya cha tha san ti tha san tam pa ra cha kha cha ti ca de se tu tham mang anu cam bi mang ba chang sa tham ma phê rin vi na yan cha ca yan su tam cha ban thang a vi tham ma cham mang cô ta dân tô cha tu sạch cha đành đăng bọc bồ tháp này về pha đi xa dặn mặt chế thần thiên lòng kính thành cung thỉnh Phật lặng thinh tỏ ý nhận lời từ bi khai đạo được ơi nhóm vườn độc quyền ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có nói thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như được ném hương vị thử dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tâm giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khóc thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh Ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chủ ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Thỉnh pháp sư đã xong, xin cung thỉnh Ngài Liễu Tông hoan hỷ thử âm thanh. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Thầy, giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư cận sư nam cận sư nữ trong đạo tràng. Hy vọng quý vị được nghe được tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thú, âm thanh của Ngài rất là tốt, rất là hoan hỷ. Hôm nay không có sự trở ngại về kỹ thuật. Bây giờ là thời gian phân đáp. Trong đạo tràng có vị nào hoan hỷ làm thị giả cho Ngài Liễu Tông mà? Alo, có vị nào hoan hỷ làm thị giả cho Ngài Liễu Tông? Không thấy một bàn tay nào hết. Rồi bây giờ vị nào có thể đưa ra câu hỏi đầu tiên? Thầy gian vân đáp trên nghĩa là ca lê na thông ma sa cách cha e tăng măng ca lập mút tầm măng
chúng ta thảo luận về Phật pháp, đó là một hạnh phúc cao thượng. Mến chào Sích Nguyên Trang, Sích Trần Đạo, hai vị này có khả năng làm thị giả cho ngài Liêu Tông. Rồi bây giờ Sích Nguyên Trang tới trước, đưa bàn tay trước ha, hoặc là Sích Trần Đạo, vị nào quan hỷ làm thị giả và đưa lên những câu hỏi đầu tiên đi. Sa thủ Sích Nguyên Trang xin mời. Nam mô Bích Thay Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni, dạ con kính chào đạo tràng. Con thấy có một câu hỏi của đạo hữu học online, dạ con xin đọc câu hỏi ạ. Dạ kính chào và chú kinh. Kính bạch sư, một tu nữ có truyền giới được cho Phật tử không ạ? Dạ con kính dâng mic lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi cho chúng con được hiểu rõ ạ. Dạ cảm ơn đạo hữu học online đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống mic ạ. Mô Bụt Thầy Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị. Được hết hồi nãy cô thực ký mới đưa sư cái bài thơ của cô Nguyên Trang, xã thú anh mô tam ý. Rồi xin trả lời câu hỏi của các vị hỏi, một tu nữ có quyền kiền ngũ giới và tám giới được chứ không phải không nha. Như là mình nói truyền giới thì nó thật sự nó không có chính xác theo cái danh từ mà của Bali. Tất cả người tu nữ hoặc là sa di hoặc là tỳ kheo có quyền làm cái việc đó, nói cho đúng nghĩa của nó là nghĩa là đại diện cho chư tăng để nhận làm người, nghĩa là để cho cái vị khác nguyện làm cái gì đó, ví dụ nguyện giữ giới. Chứ còn nói thật sự ra mình nói truyền giới thì cái danh từ nó hơi sang chút. Nhưng mà làm chứng nhân cho cái sự thọ nguyện cái giới bổn đó là được tu nữ có quyền làm sa di hoặc là tỳ kheo. Còn hai quan thủy giờ thì không còn tỳ kheo ni nữa, thành ra chúng tôi không có đề cập tới. Nam mô Bích Thầy Giá. Nam mô Bích Thay Giá, dạ con Nguyên Trang, dạ một lần nữa con kính đảnh lễ quý ngài, dạ con kính chào đạo tràng, dạ con đã thấy đạo hữu học online, con kính tri ân ngài. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con đặt câu hỏi, có thể chích chát trên màn hình hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài và ngài có ngài sẽ trả lời câu hỏi ạ. Dạ, những câu hỏi của quý cô chú sẽ làm bài học chung cho đạo tràng hôm nay ạ. Dạ, con kính mời đạo tràng cùng tham gia. Dạ, con chưa thấy câu hỏi. Dạ, kính ngài, trong khi chờ đợi câu hỏi, dạ ngài có thể giảng dạy cho con được hiểu rõ thêm về tâm động tốc ạ. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy lại cho con ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Đó là phần sự của tâm, một trong 14 cái phần sự của tâm. Có phần sự gọi là châu á ná. Thường thường là mình dịch là động tốc. Nhưng mà cái nghĩa thực sự cháu ná là chạy nhanh đó. Tại vì trong các phần sự của tâm đó, thì ngoại trừ những cái tâm nó làm nhiệm vụ phá quan khá thì nó phát sinh nhiều. Ngoài ra thì trong thời bình nhật thì chỉ có những cái tâm mà làm nhiệm vụ, có nhiệm vụ đóng nghĩa là cháu ná đó, làm động tốc thì nó có tới 7 sanh na trong lộ trình tâm, hoặc là có rất nhiều sanh là trong các tâm thiền.
tâm thiền, hoặc là những cái vị mà nhập thiền quả cũng vậy. Nhưng mà những cái chavana khác như tâm đạo thì chỉ có một sát na mà thôi. Thì cái đó là thành ra mình dịch là đóng tốc, tức là nó chạy bảy sát na rất là nhanh như vậy đó. Nhưng mà bên cạnh đó mình cũng nên hiểu là bảy cái sát na đó là những cái sát na để tạo nghiệp. Tê chê thành na trong cái bảy sát na đó là để là tạo nghiệp. Thành ra mình làm nói nghe ngửi nếm gì với cái những cái tâm mà động thốc đó đó, thì mình trước sau gì cũng phải nhận lãnh cái hậu quả của nó. Tốt thì là quả tốt, mà ở bất thiện thì là quả bất thiện, hoặc là có thể nó không có quả không chừng. Nhưng mà đó là một trong những cái nhiệm vụ quan trọng của tâm, tức là làm cái nhiều sao anh á một bích thầy á. Dạ, dạ sa thú con kính tri ơn ngài, dạ kính cảm ơn tri ơn ngài rất là nhiều để đã giảng dạy cho con để con được hiểu rõ hơn ạ. Dạ con kính mời đạo tràng ạ. Dạ con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ dạ sa thú cô Kim. Dạ con xin đọc câu hỏi của cô Kim ạ. Có nhiều việc xảy ra trong cuộc đời, làm sao biết việc nào là duyên, việc nào là nghiệp? Con xin cảm ơn và chúc sư luôn an vui. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài để ngài có thể giảng giải câu hỏi ạ. Dạ cảm ơn cô Kim đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bố Thầy. Dạ kính bạch chư tôn hiền. Dạ kính thưa chư quý vị. Mình phải hiểu nghiệp là gì mà duyên là gì. Nghiệp là hành động có để lại quả. Thì tất cả những cái tâm trở chê tình nào đi cùng với những tâm nào mà làm mấy cái nhiệm vụ động tốc thì cái đó là nghiệp, tạo nghiệp. Ngoài cái tạo nghiệp đó, thì tất cả những cái tâm nó đều có thể là duyên cho nhau được cả. Thì trong 24 duyên hệ thì đều cái đó đều có thể duyên cho nhau được cả. Mà muốn biết chuyện đó thì phải học cho hết Di Diệu Pháp thì biết rõ ràng. Học duyên khởi sẽ thấy trùng duyên khởi cho đó, học duyên hệ cũng sẽ thấy như vậy. Chứ còn bây giờ hỏi cái nào thì nói tới sáng chưa xong một chuyện, chứ đừng nói mỗi cái sanh na tâm nó là duyên là nghiệp với nhau. Rất rất nhiều nhân duyên và rất nhiều cái điều kiện khác. Nên mình gọi là trùng duyên khởi hay là trùng duyên nghiệp là như vậy. Nam mô Bích Thà dạ. Nam mô Bích Thà dạ. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ không biết cô Kim có còn thắc mắc vì về câu hỏi của mình không ạ? Dạ cho con xin tín hiệu, nếu cô còn thắc mắc thì cô có thể đặt câu hỏi tiếp với ngài. Dạ con kính mời cô. Dạ con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Con thấy đạo tràng rất là im lặng ạ. Dạ không có ai đặt câu hỏi hết. Dạ cô Mát Ta có câu hỏi không cô? Cô Trần Đạo. Dạ con kính mời. Dạ chú Kinh. Dạ chú Kinh. Dạ con kính mời mọi người à. Xích niệm tư. Dạ con có thấy cái câu hỏi của cô Kim là xin sư nói thêm nữa vì không có ai đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mic lại cho sư để sư có thể cho ngài để có thể ngài có thể giảng dạy chỉ dạy rõ hơn về cái duyên và nghiệp ạ. Dạ con xin dâng mic lại cho ngài. Nam mô Bích Thà dạ kính bạch chư tôn hiền giả dạ, kính thưa chư quý vị. Cái mà tùy thời nghe pháp tùy thời đàm luận pháp đó. Vì nên hiểu tùy thời nghe pháp hay tùy thời làm luận pháp đó, thì nằm có vấn đề liên quan tới cái điều mà mình đang hành, hoặc liên quan tới những cái điều gì mà mình đang thắc mắc trong cuộc sống hàng ngày đó, thì mình đặt câu hỏi lên
thì sẽ được cái sự giải thích tùy theo cái điều kiện cái lúc đó. Còn bây giờ có những cái câu hỏi nói là không có lợi ích gì cho cái người hỏi cả, cũng giống như cho người nghe cả. Thành ra thường chúng tôi những câu hỏi là đó chúng ta chỉ xin nói vắn tắt mà thôi, chứ chúng tôi không có nói nhiều. Bởi nói nhiều thành vô ích, vô không có vô lỗ tai người ta thì mình nói nhiều là gì, mà nó cũng không phù hợp với cái chuyện mình đồng thời đúng thời nghe pháp hay đúng thời đàm luận pháp. Hai cái danh từ đó là khi nào mình có chuyện gì, bất cứ lúc nào mình ở gần chùa gần gì mình tới mình hỏi sự cái chuyện đó mà thôi, để được giải thích rõ ràng. Nhưng mới dưới điều kiện cái chuyện đó là nó xảy ra hoặc nó là trở ngại trong cuộc sống hàng ngày của mình, chứ không phải mình đi đâu đó mình nghe cái câu đó mình lại mình hỏi không ăn thua gì tới cái chuyện mà mình cần phải biết cả, hỏi để mai mốt đi nổ chỗ này nổ chỗ nọ thì cái chuyện nó không có lết gì hết. Mà cũng là cái đó là phi thời tính pháp, giống như phi thời đàm luận pháp. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, và dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ kính mong cô Kim có thể đặt câu hỏi khác nha cô. Dạ. Dạ xong trong khi chờ đợi câu hỏi, và dạ, con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi hay là có thể chết chat trên màn hình. Con sẽ đặt câu hỏi đọc câu hỏi cho ngài ạ. Dạ sa thú bàn tay của chú Kinh, và dạ, con kính dâng mic lại cho chú. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ, Nam mô Bồ Tát. Dạ, kính lễ chư tăng đức tăng ni trong room, xin kính chào tất cả quý vị. Nghe rõ ha? Ok. Room nay sao mà chiều quá. Nguyên Trang lên hôm nay đi không có ngày nữa. Mời không ai thèm lên. À, Nam mô Bồ Tát. Đó là xin đặt câu hỏi để kính thỉnh Sư Lưu Tông quan hệ giải thích cho Phật tử lúc còn đang tu học. Có những vị đi vô tu thiền đó sư, có những người ta có hai mỗi người có cái quan điểm. Có người cho ngồi thiền mình ngồi đau chân quá thì bây giờ mình tránh né cái việc đó được hay không, bởi vì đau chân là thuộc về thọ khổ. Bây giờ mình thọ khổ mình cũng quán, bây giờ mình thọ lạc mình cũng là quán. Vậy thôi giờ mình ngồi cho thoải mái lên ghế cho thoải mái khỏi bị đau chân, mình cũng là quán vậy, cũng là thiền vậy. Thì theo như sư thì áp dụng cái cách mà ngồi tự nhiên lên ghế thoải mái khỏi ngồi xếp bằng là đau chân khổ sở gây cho những phiền não này, gây cho những Phật tử người ta muốn là có một sự an lạc, người ta nghĩ là như vậy, nghĩ là ngồi có sự an lạc thì nó dễ dàng tu hơn là ngồi bị đau nhất. Theo như vấn đề này kính thỉnh sư Quang Hỷ chỉ dạy cho bạn. Nam mô Bích Thà. Dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, thiền là công việc làm của tâm chứ không phải là công việc làm của thân. Thành ra ngồi đi đứng gì nó nằm gì đó nó chỉ là phương tiện để cái tâm nó làm việc thôi. Thành ra nếu mình có khả năng ngồi kiết già thì cứ ngồi kiết già, ngồi bán già, ngồi bán già, không ngồi ghế cũng được, ngồi sao cũng được, miễn cái tư thế nó thoải mái để cho cái tâm nó đừng có bị cái những cái phiền não vô nó thử thách, hoặc là cái thân này nó bị những cái điều kiện không có thuận tiện cho cái việc làm của mình, tức là cái việc mà quan sát đối tượng đó, thì mình có quyền mình thay đổi quan nghi chứ không có gì mà thắc mắc cả. Nhưng mà vấn đề mà thay đổi quan nghi là phải thay đổi như thế nào để cái tâm nó, cái tâm mà nó chi phối sự thay đổi đó, đó nó phải là thiện pháp thì cái đó mới gọi là thiền. Chứ còn nếu mà mình thay đổi với ác pháp thì lúc đó mình làm cái chuyện mà của người ác làm chứ không phải là người thiện làm, nó không thể gọi ngồi thiền được. Thứ nhất là mình phải biết cái pháp mình đang hành, thứ hai biết cái điều kiện đó, và cái thứ ba là cái quả của nó. Cái pháp mình đang hành là gì, thiền chỉ hay là thiền định hay là thiền minh sát, và mình biết cái gì đó gọi là cái điều kiện để làm cái việc đó. Ví dụ là thiền minh sát mà điều kiện làm thiền minh sát là atabi sambacchano satima,
Còn cái điều kiện đó là có thể đi đứng nằm ngồi hay làm bất cứ chuyện gì khác, sự suy nghĩ của tâm hay là cái thọ mình đang có, hoặc là những gốc rễ của cái việc đó qua là niệm pháp chẳng hạn. Cái thứ ba là cái quả của nó là gì? Cái quả của nó là đưa tới cái sự trong sáng của tâm để thấy rõ cái bản chất của cái đối tượng mình quan sát. Chứ nếu mình không hiểu, mình không thấy rõ cái bản chất của những cái việc đó đó, thì cái tâm mình nó sẽ chìm trong phiền não. À, hoặc là nó bị phóng ngọn được, nó phóng nó nhận đối tượng không rõ ràng, nó cũng kiếm chuyện này chuyện nọ. À, thành ra cái chuyện mà nói bắt buộc phải ngồi như vậy, ngồi như thế kia đó, thì nên xin thưa quý vị đó, chúng tôi chỉ nghe thiền sinh kể thôi, chứ chúng tôi chưa thấy, chưa qua kinh nghiệm, tôi chưa thấy cái sách nào nói hoặc ông thiền sư cũng nói cả. Ví dụ một người thân tới phải ra nhà thương tự vũ rồi quỳnh kinh Miranda cái nghĩ là bắt ngồi kiết già thôi, chứ ông sư đó ngày mai khỏi đi trị bệnh, bởi trị bệnh không ai để bắt cả. Đó. Thì ngồi thế nào để nó thoải mái, để quan sát thôi. Cái người mà thân tới mà đi ra đó thì quỳnh biểu ngồi ghế thì mai ra không ngồi đâu, chứ ngồi kiết già hả, có chừng chưa quá dễ đâu đó. Thành ra đó là những cái điều mình cần biết, biết rõ việc làm của mình, chứ không phải là mình nói sao cũng được, phải biết rõ ràng mình làm ở đó làm cái gì. Ngay đó ra một chuyện đó, chúng tôi nói kỳ rồi đó, còn trong cái chuyện có thể quán cả bốn cái điều kiện trong thiền tứ niệm xứ, tức là thiền minh sát cả. Ngay cả khi mà huynh dạy thì vô dạy dễ hiểu à, ngồi xuống nhưng mà nó khó chịu đó, đồ mình nó xả xả cá tăng đồ mà nó xà xà cá tăng, nếu có khả năng thì quán thọ chỗ đó được, nhưng mà nếu không quán thọ chỗ đó đó thì quán pháp chỗ đó cũng được. Quán pháp đó là quán cái gì? Là tâm sở thọ, nó là một trong ngũ uẩn, quán gì thì ngũ uẩn. Hoặc là nếu quán không kịp thì cái sát na tới là cái gì? Bà tỳ kha sẩm bà vô tăng, tức là cái đó có tâm đang có sân thì biết tâm đó, sân là niệm tâm. Mà hoặc là sân là một trong năm triệu cái, tức là mình quán được là mình có thấy là quán pháp, phải không? Chỉ cần một cái tâm nó phát sanh như vậy thôi là đủ chuyện để làm, nếu mình biết khả năng để mình quán cho đúng mức, thì chỉ cần một sanh na tâm vậy vẫn có thể làm quán thiền về thiền minh sát được như thường, chứ không phải là đợi tôi phải bao nhiêu chuyện dở à, bước à, đạp à, té à, ngã à, rồi này kem xong là cái chuyện đó là chỉ tập niệm thôi, chứ làm sao mà gọi là tập thiền được. Đó đó là những điều kiện mới biết, không phải ngồi là thiền, không phải đứng là thiền, đi là thiền, nhưng mà chỉ là phương tiện để a tại vì sống bà cha nô sa ti ma nó làm việc mà thôi. Làm mô bích thầy á. À, xa thứ là cái từ toàn thì nãy sư nói là vấn đề mà khi mà đổi cái quan nghi đó, thì đổi làm sao để cho mà đúng pháp, đổi làm sao được người rơi vô pháp bất thiện, thì theo như vấn đề này nó có một số những, đa phần những vị mà những người mà thiền sinh thì ta cũng là sơ cơ, thì ta chưa biết rõ được đâu là thiện đâu là bất thiện, thì như vậy làm thế nào để mà có thể được làm được cái điều đó thôi. Và xin sư chỉ cái chi tiết hơn cái giai đoạn mà từ lúc ngồi khi mà mình chuyển qua một cái tư thế khác, làm thế nào trong cái mối đó, cái mối nối từ cái đó qua cái từ cái thế này qua cái thế khác, và vẫn giữ được cái pháp thiện, vẫn giữ được cái tâm có được cái chánh niệm tỉnh giác được cái chỗ đó. À, cùng thỉnh sư Hoàng Hỷ hướng dẫn cho Phật tử ạ. Phật tử ạ. Nam mô Bụt Thầy gia kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, đó là lý do là tại sao các trường thiền tứ thiệt đó nó bắt buộc mình phải học hết gì diệu pháp trung cấp nó mới nhận là vậy đó, mà phải biết những cái đó thì mình mới làm được. Cái chuyện mình ngồi mà tê đó, nếu mình quán thọ không được đó, mà mình muốn thay đổi quan nghi là đầu tiên phải nhìn lại cái tâm của mình trước cái đó, coi cái sự có nghĩa là muốn là gì đó. Mà người học gì diệu pháp sẽ biết cái đó là gì. Mà mình đau quá mình đổi liền, tức là mình đổi với cái tâm tham, tức là cái gì mà nó làm cho cái sự thay đổi nó phát sanh, tức là tâm tham nó phát sanh thì cái chitta cha qua vô nó phát sanh do tâm tham, tức là cái sắc đó là sắc không có không được tốt đẹp được cho lắm, vậy nó phát sanh từ cái nhân nó như vậy, nên mình biết rồi đó.
mình phải quán cái tâm của mình trước để xem cái tâm mình nó đang có cái pháp gì. Cái thứ hai, quán lại cái trạng thái đó có cần thiết chưa, có cần thiết để thay đổi chưa đó. Còn nếu mà không cần thiết thay đổi thì vẫn thể quán, tiếp tục quán thọ hay là quán cái gì được, chứ không cần phải hãy đau là đổi, đau là đổi, không có, không cần thiết đau là đổi. Quý vị này nhớ trong một số cái đường thiền có cái họ bày cho mình cái phương tiện đó để mình giữ cái đó là gì. Ví dụ mình đau mình niệm đau à, đau à, thì lúc đó cái đau nó chưa mạnh thì mình niệm có thể thấy nó không đau nữa, không phải là cái đau nó mất. Nhưng mà tại vì cái lộ trình tâm mình nó có cái chế định pháp, là cái chuyện mà là đau à đó, nó có chế định pháp là đối tượng là nó không nhận dạng được cái đau đang còn, chứ không phải là niệm như là hết đau. Đó chỉ là phương tiện để cho cái niệm nó có năng lực trong cái việc mà nó duy trì được cái chuyện đó, và niệm hồi cái mình nhìn trở lại để mình có thể quán thọ tiếp tục, chứ không phải là nhìn lại hết à rồi mừng đứng dậy cái chuyện đó thôi, như không có vô đường thiền mà vậy là không ấy. Cái quan trọng nhất là phải học hiểu một số cái thực tính pháp mà liên quan tới cái pháp hành thiền minh sát. Chứ còn nếu mình không hiểu thực tính pháp đó, mình cái học thuộc cái bài kinh Tứ Niệm Xứ đi, rồi mình tìm hiểu theo những cái danh từ trong đó đã có những thực tính pháp như thế nào, đều phải hiểu biết rõ ràng rộng rãi để khi mình quán bất cứ cái nào mình có thể mình thấy mình làm được. Mà cái chuyện mà cái tâm mình đau là cái tâm mình lúc đó nó có cái trạng thái như thế nào, chắc chắn là đồ mình nát xài cái tăng thì bà thì khá sẵn mình vô tăng, chứ không thể nào nói mình là phàm nhân ngoại trừ bậc tâm quả thì nó không có cái đó thôi, chứ còn mình là phàm nhân phải có mình không biết nó là cái gì thì mình thay đổi là mình tiêu. Ví dụ thay đổi với tầm ác, tức là cái chiệt tài gia, chiệt tài giá qua vô tha tụ đó, nó phát sanh do cái ác tâm, thành nó phải nhìn biết như vậy đó, rồi mới bắt đầu nhìn trở lại một vài lần rồi xem có cần thiết để thay đổi chưa. Nếu không cần thiết thay đổi rồi đó, bắt đầu cái mình mới quan sát cái điều kiện để thay đổi như thế nào. Nó, từ cái sự thay đổi nó có nhiều cái chuyện để nói lắm, nếu mà hành đúng thì mình sẽ cái chuyện đó. Từ cái chuyện mình chống tay để mình nhón hay là mình rắc mình quá không mình lại, cái điều đó đều do cái tâm nó điều khiển làm việc đó, điều khiển là làm cho cái sắc nó thành là nguyên giác tị qua vô tha tụ đó. Mà mình không có cái sự hiểu biết về thực tinh pháp thì mấy chuyện đó chúng tôi có nói ra cũng không làm được, tại vì quý vị đâu biết chuyện đó là cái gì đâu mà làm, thấy không? Đó. Mình phải học đó đàng hoàng, là muốn hành thiền quan sát là nó nhiều chuyện lớn lắm chứ không phải chuyện nhỏ ha. Nên là những cái trường thiền mà chúng tôi từng đi qua nó đều request là phải học hết gì pháp trung cấp hết, nghĩa là tối thiểu phải biết danh sách với nhân viên danh sách, rồi để mình có thể mình học từ từ cách người ta chỉ quán như thế nào, nhìn như thế nào, phải biết như thế nào, rất nhiều chuyện vậy đó thì mình mới có thể làm được. Chứ còn nếu mà mình chưa có điều kiện đó thì bảo đảm chúng ta nói tới sáng về quý vị cũng làm không được, bởi vì thực tinh pháp thì mình đã không nhận dạng được nó là như thế nào, cái điều kiện nó phát sinh là như thế nào, cái nhân gần này của nó là như thế nào, thì không thể nào mà thấy được cái chuyện đó cả. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, sao hết, rất là quan hỷ, sự trả lời là chi tiết. Dạ, quý vị có nghe rõ mà. Đó là cúng dường dân bông hoa, cúng dường tọa lưu tông, những cái chi pháp này cũng rất là tuyệt vời sâu sắc. Không biết quý vị có nắm được không ạ? Để sẵn dịp hỏi sư về cái vấn đề mà có một số vị nó có những quan niệm cho khi mà ngồi mà đau quá, vì ông đó vị nó mới kêu là giờ bưng cái tự Phật tới để trước mặt ngồi dòm đau ngồi nhưng mà hết đau thôi, ngồi đua với cái tượng Phật đó là một cái cách trị đau. Rồi cách thứ hai là nó giờ đau quá mình đừng nhìn cái đau nữa, mà nhìn lên trán, giống như con mắt thứ ba ngay giữa trán, nhìn nó lát quên luôn cái đau. Thì như vậy theo như thì là hai cách này có thể ứng dụng được để mà trị cái bệnh đau trong lúc ngồi thiền không ạ? Là con cũng thành xưa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nếu quý vị nào ở bên Thái thì tới Quá Sai Nga mới sụp phanh đó, có cái a chan rồi a chan ly, thì cái chan mà đưa tay lên rồi qua nhìn theo cử động của cái đó để quán đó. Vị thiền sư đó là bán thân bất tội, và có nhiều vị chúng tôi gặp lắm chứ không phải không, bán thân bất tội là tại sao ngồi cái kiểu đó đó ha,
cái điều kiện mà nó không cho phép mà cái bắp thịt khi mà nó giãn nở hoặc là nó bị chèn ép quá mức á, quý vị khỏi đi luôn. Nghe thành tiền sư tứ thiệt là ngồi không thôi mà thôi. Cái chuyện đó là chuyện không nên làm, theo chúng tôi học là không nên làm. Nghĩa là không bao giờ mình nó cái thân của mình, cái ngũ quẩn này nó phát sinh do nhân duyên, do điều kiện. Mình quan sát để mình thấy cái điều kiện, thấy cái nhân duyên của nó, để mình tạo một cái nhân duyên khác để đo nó được thoải mái, chứ không phải là mình bắt buộc nó phải thoải mái. Nhớ cái chuyện đó ăn, quý vị không thể bắt buộc cái ngũ quẩn này nó phải về, nếu phải về vậy vô đọc lại cái bài kinh Anatta Lakkhana Sutta được rồi. Nó nếu là nó là của mình thì mình mới xài biển, nó phải là của mình. Đi ai đi, nói thì ngon lắm, sắc đi, nhưng mà đau ai đau, tôi đau. Nó không bao giờ mà bắt buộc nó phải như vậy đó. Cái chuyện bắt buộc ngồi hoài cho nó hết thiệt, nhưng mà nó hết đi luôn rồi chứ không phải thấy đâu. Cái chữ hết nó có hai chuyện, một là hết đi, hai là hết sống luôn, chứ đừng có nghĩ tới cái chuyện khác. Phải làm thế nào thoải mái để quan sát cái đó. Cái thân mà nó đau quá, cái tâm nó lo, nó ghiềm, nó chịu đựng. Cái sự chịu đựng đó là một hình thức của tâm sân, chứ không phải là hình thức của đô xạ, tức là cảnh tị. Hai cái nó khác nhau rất là xa. Đô xạ khi nó làm cái nhiệm vụ kham nhẫn nó khác, mà nó làm cái nhiệm vụ đó nó không thể làm được, mà nó thành đô xạ chứ không thành là tô xạ. Nó nhớ chuyện đó, bữa nào huynh thử thì huynh sẽ biết. Mà khi cái tâm nó là ác pháp, nó chịu đựng với cái ác pháp vậy thì làm sao mình hành thiền được. Tờ bi nó cũng biến mất, sống ba cha nô sợ thì ma nó cũng thắng luôn, đâu có chịu hết nổi. Là cái chuyện đó không nên làm, mà phải tạo điều kiện để cho nó thoải mái hơn, bằng cách là có thể mình coi là cái tư thế đó nó như thế nào để mình ấy cho nó đúng mức, thì nó cái sự bớt đau nó bớt, để mình có thể mình quán thọ được thì ok. Nhưng mà nói ngồi chân mình quán ông này quán ông nào, không có ông thần nào mà giúp mình lúc đó cả ha. Để cái tâm mình nó đau thì phiền não nó vô là nó gẹo liền, chứ đừng nói xiên giỡn hoài, không có nên. Nam mô Bích Thầy á. Trong vấn đề này con cũng có nghe nó nói về vấn đề mà giống như cái thú đau thương đó, tôi nói đau nó cũng trở thành một cái gì đó mà ta enjoy cái trong cái đau đó. Thì theo như vấn đề này thì nếu mình nói là nó thuộc về tâm sân, thì vấn đề này nó theo như sư thì như thế nào, thì người ta cảm thấy thỏa thích trong cái đau đến đó. Thì những người đó ta thiền ta quán ta thích thú trong cái sự đau đó, thì theo như sư cái trường hợp đó như thế nào là con cũng thành sự. Nam mô Bụt Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị. Thì như chúng tôi đã nói, mình phải tạo cái điều kiện, hay là mình có thể mình có những cái mưu viên rất là nhỏ để giúp nó thoải mái, rồi mình quan sát điều kiện nào mình thích hợp cho mình ngồi lâu hơn thì mình nên dùng cái điều kiện đó. Chứ không thể nào mình biểu nó phải vậy được đó. Ông thầy tôi nói rồi, ngồi kiết già được 100% thì tôi ngồi kiết già cho nó, chừng nào cho mày chịu thua tao mới đứng dậy. Chắc chắn mình thua chứ nó không có thua đâu. Đừng có bao giờ mình nghĩ mình đối với phiền não của mình đó, chỉ có thánh đạo mới trị được nó thôi. Chứ còn bây giờ mình căng lên để mai mốt đi nổ là cái mình ngồi với cái ma ná thiết thị là không có nên. Cái đó thì càng lại không nên nữa. Nó phải xem xét là điều kiện xung quanh. Bởi vì có nhiều cái chuyện mà chỉ cần còn tích tắc một cái sai lầm thôi. Trong kinh có kể chuyện, chúng tôi không nhớ, đồng chú giải kể chuyện có cái bà tín nữ, bà ở cái làng đó, bà già rồi. Nghe, bữa đó có một đám mấy giờ ông sư thì bà mới ra, bà đảnh lễ hỏi các ngài đi đâu, gần hạ rồi mà ngài đi đâu. Nói chúng tôi đang tìm cái chỗ để nhập hạ. Thì bà nói ra ngoài phía sau cái rừng nhà con đó, rất ấy, mấy ngày vô xem thử, nếu được á thì mấy ngày sẽ ở là chúng con sầu độ trong 3 tháng hạ. Văn sư ra coi rồi được thấy đã qua, đồng ý rồi. Mấy ông đi ra ngoài sao mấy bạn nhau, nếu mà bây giờ mà mình á mà ở gần nhau thì liếc qua liếc lại rồi ngứa miệng nói chuyện rồi mất cái sự trang nghiêm quyết định của mình thôi. Bây giờ mỗi người gốc thì có cái gì đó thì mình để cái giống như cái mỏ, không phải cái mỏ, cái dài dài, chúng tôi không biết gọi là cái gì.
để có chuyện gì cái gõ vô để cho anh ta biết báo động đó, mà mấy gì kêu biết ra. Thì cái bà này bà để ý hoài, nói sao ấy, ăn cơm xong rồi mấy ông biết đâu mất tiêu hết rồi. Chắc mấy ông không ai người tu hay sao, mà hai ba lần vậy đó thì bà để ý bà biết cái chỗ nhược đó, bà muốn làm gì để bà ra bà gõ ăn cái thử rồi. Thì mấy ông sư đi ra, mấy ông sư tưởng có chuyện đó. Thì hỏi thì mấy ông nói vậy chứ mấy ngày trong đó mới hành cái gì, thì ngài nói là hồi xưa tôi nhận được cái từ Đức Phật là cây xá lô ma gì. Thì hỏi vậy cho người thì cư sĩ chúng con có hành được hay không. Thì ông sư cũng nói được, cũng giải thích rồi này kia ông sùng cái mấy bà này bà về cái bà ngồi hai ba ngày bà đắc tam quả, bà có tha tâm thông nữa. Thành ra bà mới dùng cái tha tâm thông bà quán rồi coi mấy ông sư này sao thấy chưa có ông nào đắc á. Cũng nói ô lạ, cái pháp ổng truyền cho mình hành mình đắc, còn tại sao ổng đắc lại phải quán lại coi. Thì phải quán mà mới thấy là bậc thực mà a hà đá a sấm bà giá, tức là không có qua ấy. Và nhìn nhớ ông này mấy ông ở miền Bắc á, thì ổng thích karaoke với rau muống, còn mấy ông ở miền Trung á, thì ổng thích thêm thôi giờ bắt cười chứ. Còn mấy ông ở Huế thì thích bánh khọt với cơm mâm phủ, còn mấy ông ở Cà Mau á thì thích cá gô khô, khô cá gô với khoan nó đói chứ, khô cá gô với giá. Còn mấy ông mà ở bên Tân Châu thì thích lẩu cá bông lau đó. Mà xưa mà cái món đó ông mấy ông sư này ông hộp mà mình chưa có dân, khi mà chưa dân nó phải chặt điếp rói này kia, phải dân rồi này kia để cho mấy ông sư ăn đúng. Mấy ngày sau cái mấy ông cũng đặt lên. Quý vị thấy không, chỉ cần điều kiện nhỏ vậy thôi đã là không đắc đạo, mà chưa chắc ông sư 200 mấy chục giới mà đắc đạo trước cái bà này có giữ 8 giới thôi, thấy chưa. Nên nó mình đừng nói lòng ngồm trưng mình mà chịu trưng mình gì, chỉ cần một chuyện nhỏ thôi, nghĩa là vật thực mà không có đầy đủ, không có đàng hoàng là mình vẫn cái tâm mình nó vẫn tầm bậy với thương, chứ làm sao mà thấy được nó. Nó mới nhớ thành ra cái thành ra mấy 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 tu sĩ Việt Nam khó đắc thì vậy. Qua tới ngày ăn cung chay không làm sao mà sập ba giá được, thấy không. dân cung chạy không chịu nó chết thôi đó. Thành ra chỉ cần chuyện nhỏ vậy cho thấy là mình không có nên nghĩa là trưng mình cái thế gì cái thế gì đó, mình phải uyển chuyển theo cái điều kiện của đó nên, chứ không phải dễ đâu. Mà mình không có tạo điều kiện hay không có làm cho nó đúng mức, nó nghĩa là nó phù hợp nhau đúng mức đó, thì cái việc làm của mình nó thường thường là chắc chắn là bảo đảm là không có kết quả, chứ không có thường thường vậy đó. Anh nó muốn làm cái đó là phải tùy theo điều kiện từng cái đó. Thứ nhất là những cái mà liên quan tới cái pháp thiện, nó có tới 20 mấy chuyện khác nhau đó. Quý vị đặt trong thanh tịnh đạo là thấy rất rõ ràng, chứ đừng có ta ra đó. Nếu mà bà này bà mà không bà hành cái pháp của mình hành mà bà không đắc nữa thì mình cũng không đắc luôn, tại vì tối ngày cái đem con trai ra mà dân không sao đắc được. Nam mô Bụt Thầy á. Sao tới sao kính thưa anh và Lý Văn, cái gì để ý à, cái chuyện ăn chay mệt á, ăn chay hoài thiếu sinh tố, tu hoài không đắc. À, thì sẵn cái vấn đề này con có nhớ một cái câu chuyện, có một ông thầy cũng khắc sĩ thầy trước giải phóng, thầy sai giải phóng chút xíu, ông đi tu trên núi đâu trên núi Ngũ Hành Sơn hay đâu đó. Cái ổng hầm sao cũng qua cái ổng xỉu, ổng lăn xuống núi, ổng nằm xỉu đó tuần lễ. Và sau đó cái ổng thức giấc, ổng giật mình thức giấc, cái ổng giác ngộ được, ổng ngộ được à, thì ra người mình khổ là tại vì ăn. Ăn vì ăn mới khổ, thì bây giờ mình nhịn được 7 ngày rồi, giờ mình nhịn thêm mớ nữa rồi sao, thì ổng nhịn được 21 ngày. Thì ổng tìm ra cái phương pháp gọi là nhập thất, nhịn ăn nhập thất. Sau đó ổng về, ổng truyền bá là ổng đã giác ngộ được pháp này, ổng truyền lại, ổng dạy lại cho đệ tử.
học này, luyện vô nhịn nhập thất này kia, kỹ năng luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần, thần quá hư để chứng đắc được giác ngộ, được thánh quả. Thì theo như vấn đề này thì cũng thỉnh sư Quan Hỷ giải thích, và nếu mà nhịn ăn như vậy đó, thì thân xác được nhẹ nhàng trong sạch, rồi tâm hồn nó có được sớm được giác ngộ gặp. Dạ, cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị, muốn biết nhịn ăn có lợi ích gì hay không? Mình nhìn Đức Phật á, Bồ Tát trước khi mà trở về cái chỗ ngồi ngài, để đêm đó ngài đắc thánh quả đó, ngài khổ hạnh không ai bằng đó, phải không? Mà ngài có đắc đâu. Thành ra những ai mà nói như chuyện đó đó, mình nên xét lại. Bởi cái chuyện mà nhiều khi chuyện mà của mấy ông tạ ông bày ra đó, nhiều khi nó không có đúng sự thật đâu. Mình nhìn vào cái tiểu sử là chuyện của Đức Phật hoặc những chư vị thánh tăng, không có ai mà khổ hạnh quá mức mà cũng ai sung sướng quá đạo quả cả đó. Nghĩa là lúc nào đó nó phải ở trong cái trạng thái mà đầy đủ, mà nó không quá bên này, không nghiêng bên kia, nó không cực đoan chỗ này, nó không cực đoan chỗ nọ, thì mai ra còn đắc đạo quả được. Còn những cái chuyện mà thường thường mà trong các kinh thiền của Nhật của ấy này kia, thường chúng tôi không có đọc về, chúng tôi không có tin. Đó. Bởi vì Đức Phật ngài đó, ngài để là cái khẩu giáo và thân giáo. Khẩu giáo là 80 mấy ngàn pháp môn đó, 84 ngàn bài pháp đó. Cái thân giáo ngài là hành động của ngài từ lúc ngài sanh ra cho tới lúc ngài đi về cụ sĩ Nara để ngài niết bàn đó, thấy rõ ràng thân giáo của ngài như thế nào. Dầu rằng ngày nào đó là có những cái ngày mà không có dạng ăn đồ ăn của ngựa, vẫn phải ăn như thường, ăn để cho cơ thể nó có cái điều kiện, chứ không phải ăn để no để sung sướng gì cả, vẫn phải ăn như thường. Chứ đừng nói ra đó là thôi tôi không ăn đâu, phải không? Nên cái chuyện mà kể là phải vậy thì chúng tôi thường là không có tin, bởi chúng tôi muốn nói gì phải dựa vào kinh điển hết, chứ còn không, hoặc là dựa vào những con đường đi của các bậc thánh mà được ghi lại trong lịch sử quan, chứ không có nói đó thì chúng tôi cũng không tin, là xin không có ý kiến với vấn đề đó. Nam mô Bụt Thầy á. À, Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con xin đem thay mặt đạo tràng kính ơn, kính tri ân sư rất là ngài rất là nhiều, ngài đã trả lời câu hỏi. Dạ kính cảm ơn chú Kinh đã đặt câu hỏi ạ. Dạ sau đây con xin đọc câu hỏi của cô Kim ạ. Nếu bị tai nạn rất đau khổ nhưng nhờ đó gặp người quen thất lạc, xin sư cho biết cái nào là duyên, cái nào là nghiệp, và sau đó đã trả tiền đã thiếu, con xin cảm ơn và chúc sư luôn an lạc. Sau đó người quen này trả tiền đã thiếu, không trả nhiều năm. Kính dâng mic lại cho ngài để ngài có thể trả lời câu hỏi cho cô Kim ạ. Và cảm ơn cô đã đặt câu hỏi. Và con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị, một trong bốn cái điều mà Đức Phật dạy gọi là bốn điều Achintya giá đó, Achintya giá đó, tức là bất khả tư nghị, thì trong đó có nghiệp quả bất khả tư nghị. Chúng tôi không có khả năng để biết cái nghiệp nào theo kịp cái nào, nghiệp đó nó là duyên hay nghiệp đó nó là nghiệp, hay nó làm từ lúc nào trở nào có đó, chúng tôi không có khả năng, không có khả năng để diễn giải một cách nó ấy đâu. Thành ra cái xin đi tìm cái gì nào có khả năng hỏi họ đi ha. Chứ còn chúng tôi thì về nghiệp quả thì chúng tôi chịu. Nói một cách căn bản thì có bao nhiêu chuyện thì dạy trong trong kinh dạy thì học được thôi. Chứ còn hỏi cái này nó phải làm sao, nó ra cho quả như thế nào, cái chuyện đó thì chúng tôi không biết. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá và dạ, con Nguyên Trang. Của con kính đảnh lễ quý ngài và dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ cô Kim đặt câu hỏi khác nha cô. Dạ cảm ơn cô đã đặt câu hỏi. Dạ con kính mời đạo tràng ạ. Con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi về những thắc mắc của mình. Dạ con thấy câu hỏi của đạo hữu Bình Minh. Dạ con xin đọc ạ. Kính bạch ngài, khi vào chánh điện chúng con nên niệm ân Đức Phật như thế nào
để có được công đức khi lễ Phật ạ. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài để ngài có thể trả lời câu hỏi ạ. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh và Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, khi quý vị vào trong chánh điện, quý vị lễ Phật, trước khi lễ thường thường nó thấy nó có mấy câu trong kinh điển mà nó làm cho cái người đời hay là ông sư vô cũng vậy. Thứ nhất là A Hằng Sấm Ma Sấm Bút Thô Phá Hoa Bút Thần Thá Quanh Tăng Ngập Hi Hoa Đề Mí, tức là ngài là bậc A Hằng chánh đẳng chánh giác, con xin thành kính lên lễ ngài. Và cái lại thứ hai, trước khi mình lại đó, Sò Khá Tô Phá Hoa Tà Thầm Mô Thầm Măng Nam Mạch Xả Mí, hay ăn đức pháp. Có mấy chuyện đó thì mình nghĩ được bao nhiêu chuyện, con xin đảnh lễ ân đức của pháp đó. Cái thứ ba là sự bà tỳ bành nô phá quá tô xả và cả sẵn khô sẵn khăn nó ma mí. Cái đó là mình đảnh lễ chung cho tam thế chư Phật. Và khi mình đảnh lễ sau lại xong ba lại rồi, cái mình mới quỳ là nam mô tật xả phá quá tô và ra hạ tô xong ma xong bút thá xả đó. Cái đó tức là mình còn đem hết lòng thành kính làm lễ đức Phật qua đó đó, ngài bậc ăn cao thượng được chứng quả chánh minh kỳ do ngài tự ngộ rồi đó, là mình muốn làm gì làm. Khi mình ra cũng vậy, cũng lặp lại ba điều đó. Thứ nhất, A Nẵng Sâm Ma Sâm Bút Thô Phá Qua Bút Thần Phá Quanh Tăng Ở Phía Qua Đề Ní. Thì khi mình lại đó thì trên đường cúi đầu mình lại xuống thì mình nói thêm câu nữa, Bút Thô Mê Na Thổ, tức là đức Phật là nơi nương nhờ của con, Bụt Thô Mê Na Thổ. Thì em đọc câu thứ hai để mình lại ra, So Khá Tô Phá Quá Tà Thâm Mô Thâm Măng Nam Mạch Xả Mí đó. Là mình trên đường mình lại xuống đó, nghĩa là mình đọc xong câu đó thì mình lại đầu lại xuống là Thâm Mô Mê Na Thổ, giáo pháp là nơi nương nhờ của con. Thì lại câu thứ ba đó là Sù Bà Tì Bành Nô Phá Quá Tô Ô xả sẵn khô sẵn khăn nó ma mấy, là khi mình lại xuống là sẵn khô mê na thổ, tức là đức tăng là nơi nương nhờ của con đó. Thì ba chuyện là làm vậy đó, thì mình còn mình muốn làm gì khác thì chuyện mình, nhưng mà cái đấy mà khi vô và khi ra là vậy đó, cho nó đầy đủ vậy thì phước báo cũng nhiều ha. Nam mô Bổn Thầy Giáo. Nam mô Bích Tha giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con thấy đạo hữu bình minh đã xa thú, xa thú. Lành thay con kính tri ân ngài. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ câu hỏi của quý cô chú đặt sẽ là bài học chung cho đạo tràng ạ. Dạ cho con nữa. Dạ. Cho nên con kính mong quý cô chú có thể đặt câu hỏi về những thắc mắc của mình. Dạ hôm nay là giờ của ngài, một tuần chỉ có một lần thôi. Dạ ngài đã bỏ thời gian quý báu của mình vào room, nên con kính mong cô chú cùng tham gia. Dạ trong khi chờ đợi câu hỏi, dạ con có một cái thắc mắc. Dạ. Con kính hỏi ngài, ngài có thể giảng dạy cho con trí với tuệ nó khác nhau ở chỗ nào ạ? Và con kính dâng mic lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi cho con ạ. Và con xin xuống mic ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, thật sự ra đó cái tâm sở mà tệ quyền đó, giả tệ quyền tức là banh viên si che cả đó, theo cái điều kiện sử dụng của cái đó mà người ta có thể ta gọi cái đó là như thế nào, khi gọi tệ khi gọi trí rồi là tùy theo cái điều kiện. Thành ra mình phải cái câu mà người ta đặt ra, thì dù câu nào liên quan tới nhà ná thì thường thường dịch trí, hoặc là những cái khác liên quan tới cái khác gì đó thì mình phải dựa vào câu đó để biết. Nhưng mà cái chi pháp chính của nó vẫn là tâm sở tự quyền. Tâm sở tự quyền, thường thường quý vị hay nói tâm sở trí tuệ, không có tâm sở nào tâm sở trí tuệ cả. Bali là banh nhiên suy giá chê tại sĩ cả, tức là tâm sở tệ quyền. Mai mốt quý vị học đây tâm sở với ông vua đó, thì ông
dù ông sẽ chỉ cho quý vị cái chuyện đó nó chính xác hơn. Đó là cái cách dùng chữ thôi chứ không có nó không có khác. Bởi vì nó dầu huống gì ông là trí tuệ hay là trí hay là Bali thường thường là dùng chữ nha ná hay banh nha gì đó, thì cái chi pháp nó vẫn là tâm sở tuệ quyền, mà tùy theo cách sử dụng của ngôn từ thành nên nó có cái tên khác nhau, nhưng mà thật sự ra nói về thực tính pháp thì nó chỉ có một chỗ mà thôi. Anh nó tùy theo cái câu đó mới giải thích được, chứ còn nói chung chung vậy thì rất là khó cho giải thích. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ sa thú, dạ con kính tri ân ngài đã giảng hỏi của con ạ. Dạ con kính mời đạo tràng. Dạ con kính mời đạo tràng có những câu hỏi thắc mắc gì trong tuần qua ạ. Có thể đặt lên câu hỏi, có chat cho mình trên màn hình, hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. Dạ trong khi chờ đợi câu hỏi, dạ con xin đặt thêm một câu hỏi nữa ạ. Khi mà thường á tụi con học á, thì chư tăng hay nói là mình làm cái gì mình phải có chánh niệm. Dạ kính mong ngài có thể giảng dạy cho con là niệm và chánh niệm là nó như thế nào ạ. Dạ con kính dâng mít lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi của con ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn hay giả thiếu gì. Cái cách sử dụng chữ này thường thường Việt Nam mình xài sang lắm, chỗ nào cũng chánh niệm, chỗ nào cũng chánh niệm đó. Thật sự ra đó, trong cái hồi xưa có cái website mà thảo luận về Phật pháp của ông bác sĩ gì, giờ ông mất rồi, ông bác sĩ gì đó ở trong nước đó, thì có bàn vấn đề đó. Thì có một cái gì họ có làm cái scan lên trên ngồi ngủ bộ kinh đó, thì trong đó dùng cái chữ sẩm ma sa tị đó khoảng chừng 30 lần nè. Nhưng coi lại bản dịch tiếng Việt của ngũ bộ kinh nó gần 300 chữ như vậy đó, chữ là chánh niệm bằng tiếng Việt. Thật sự có những cái chỗ nó không có ấy bình thường. Ngay cả cái Đức Phật khi ngồi nghe nói là Atabi sẩm ba sa no sa ti ma, nhưng mà mình nói Atabi là tinh tấn, mà sẩm ba sa no là tỉnh giác, tức là tức là tuệ đó. Còn Satima đó thì mình ấy được. Và trong bài kinh, ví dụ như giờ chúng ta nói trong bài kinh 37 phẩm trợ đạo đó, ha. Đầu tiên thì niệm, cho tới thất chất chi vẫn là niệm. Bởi vì sợ tị sẩm phốt chăn khá, chẳng có chỗ nào sẩm ma sẩm phốt chăn khá, sẩm ma sợ tị sẩm phốt chăn khá, sợ tị sẩm phốt chăn khá. Nhưng mà mình cũng cho tới thì Bác Thánh Đạo mới có chữ sẩm ma sa tị. Nên là mình phải để ý cái chuyện mà sử dụng đó phải dựa vào đâu. Theo chú giải thì khi nào mình thấy được thực tính pháp thì có thể dùng chánh niệm được. Nhưng mà cái đó không có, cái đó chỉ là cái lời giải thích của chú giải thôi. Mình muốn dùng cũng được, nhưng mà chứ không phải có cái mức độ của nó. Nó dùng ngũ lực ngũ quyền ở trong 37 phẩm trợ đạo cũng dùng là sa tị pha lá hay sa tiên khí giá, chứ không có chỗ nào mà chơi chẩm ma đó. Nên là khi mình dùng mình nên cẩn thận cái dùng, chứ mình dùng nó hơi quá không có nên. Mình sẽ vừa giờ chú giải để giải thích khi mình dùng cái chữ đó. Ví dụ như chú giải nói khi nào mình thấy được danh sắc thì có thể dùng chánh niệm được. Nhưng mà cái đó là lời giải thích của những cái đi ca về về thiền mà thôi, chứ còn trong kinh tạng ít thấy lắm. Trong kinh tạng thì mình cứ theo chữ để mình dịch cho nó chắc ăn, chứ còn bây giờ mà trong kinh tạng mà chữ sơ tiện mà cái mình dịch chánh niệm biết lúc nào có chánh niệm, lúc nào có chánh niệm. Nếu ai không có chánh niệm chắc không ai thèm vô rung này đâu, vô rừng ngồi với cái chánh niệm mà mình có ra thôi, chứ phước báo vô lượng gấp mấy lần vô rung ngồi nghe tiếng mất tiếng còn, nghe được nghe không như vậy nó không có lợi ích gì cả. Anh đã ráng tập niệm này cho tốt hơn là tập lại chánh niệm. Nam mô Bích Thầy á. Dạ sa thú, dạ con kính tri ân ngài. Dạ con đã hiểu rồi, dành niệm thôi, thà bỏ chữ hai chánh niệm. Dạ dạ con kính mời đạo tràng ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh vừa đến với đạo tràng. Dạ con kính mời đạo tràng
có những câu hỏi thắc mắc gì có thể giơ tay lên màn hình, giơ tay lên hỏi trực tiếp với ngài, hay là có thể chết chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi. Dạ, để sẵn cái câu niệm để con xin hỏi luôn ạ. Vì chưa có ai đặt câu hỏi hết. Dạ thưa sư, nếu mà niệm niệm như vậy thì nếu mà mình niệm là mô Phật hay là Bút-thô hay là bất cứ một con niệm Phật nào đó thì cái đó có gọi là niệm không ngài? Cái câu mà mình đọc, mình repeat, mình đọc tới đọc lui hoài thì cái đó có gọi là niệm không ngài? Dạ con kính dâng mic lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi của con ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Ví dụ mình cái chữ gì đó mình cứ mô Phật hoài, cái đó không gọi là niệm. Chữ niệm nó dùng từ chữ Pali đó là sati. Nếu quý vị nào mà ở đây, trong quý vị trong room này, quý vị nào biết mà chữ Hán đó, thì khi mà chiết tự mà chữ Hán Việt đó, chữ niệm là bộ tâm gồm với chữ kim nằm trên chữ tâm đó. Mà chữ kim á là bộ nhân, nhưng mà chữ tâm thì cái bộ nó khác. Thành ra nếu mình dựa vào cái ngữ tự ngoài của chữ Hán này đó, thì là thời hiện tại, nghĩa là đem tâm về hiện tại, sự ghi nhớ, nghĩa là nói trắng là sống trong hiện tại, đó là niệm. Còn niệm mà theo mà của Mỹ này dịch đó là mindfulness, mà ở đây có nghĩa là người có trí nhớ tốt đó, là trí nhớ tốt. Thành ra cái sự ghi nhận vào thời khắc hiện tại, trong cái lúc mà mình đang có, cái đang biết cái đó đó, thì cái đó gọi là niệm. Còn định nghĩa mà chánh niệm thường là sấm ma sa tị đó, thì là nghĩa là đi chung với tỉnh giác, tức là đi chung trí tuệ đó. Thì cái đó nó phải ở cái mức độ mà cái sự cái mà nghĩa là nhận thức được cái đối tượng rất là sâu sắc rồi thì mới có cái đó thôi đó. Thành ra chánh niệm đây có nghĩa là cái sự ghi nhớ, cái sự biết, cái sự sống trong hiện tại, chứ không cái miệng mình lầm bầm cái chữ gì đó mình gọi cái đó là niệm thì không có nên, hiểu không đó. Thành ra quý vị nào bữa nào gặp cái gì nào vừa giỏi tiếng Hán chứ sẽ hỏi thế là phải không, phải cái chữ niệm mà dùng bộ mà chữ kim cộng với chữ tâm, mà chữ kim ở trên bộ nhân, là chữ tâm ở dưới đó, là cái đó niệm, tức là biết. Bởi chữ tâm là biết đối tượng à, mà cái thành ra cộng lại đó thì biết đối tượng trong lúc hiện tại, biết như chính xác lúc mình đang làm gì đó, biết cái chỗ đó thì người ta gọi là niệm, là vậy đó, là có trí nhớ trong lúc hiện tại, nhận được đối tượng trong lúc hiện tại. Chứ còn nó mà niệm mà cái miệng lặp đi lặp lại đồ này kia thì chúng tôi không có rõ cái từ đâu ra. Ví dụ như mình nói là niệm Phật đúng nguyên tắc chứ là mình phải ghi nhận chính cái ân của Đức Phật như thế nào, chứ không phải là mình niệm Phật một cái Phật kia là niệm, không phải. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú, dạ con kính tri ân ngài rất là nhiều, dạ ngài đã giảng dạy câu hỏi của con ạ, à. Dạ cái này hôm nay ngài giảng con mới hiểu cái nào đó cứ là niệm niệm Phật niệm niệm là, dạ con thấy câu hỏi của đạo hữu Lụa Hà hả, dạ nếu mà Nguyên Trang có đọc sai, dạ Nguyên Trang xin sám hối. Bạch ngài, làm sao trị được bệnh hôn, làm sao trị được bệnh hôn trầm? Dạ, con kính nhân mít lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi. Dạ, cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. À. Dạ, con xin xuống mít ạ. À. Nam mô Bụt Thầy Giá Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư vị. Trước hết là biết cái hôn trầm nó nằm ở chỗ nào.
Nếu mà hôn trầm á, mà nó thuộc loại một trong 10 cái pháp thường xuyên của cơ thể mình á, ha. Trong 10 cái pháp thường xuyên trong cơ thể mình á, thì cái đó không 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 có làm gì khác ngoài trừ đi ngủ mà thôi. 10 cái pháp thường xuyên trong cơ thể mình á, thứ nhất là lạnh, hai nóng, ba là đói, thứ bốn là khát, thứ năm là đại tiện, thứ sáu tiểu tiện, thứ bảy là thức ngủ, tức là hôn trầm thì nguyên thức ngủ, thứ tám là già, thứ chín bệnh hoạn, rồi thứ 10 là chết. Đó là bệnh hôn trầm của cái thân này. Thành ra nếu mà bị về cái bệnh hôn trầm này đó thì đi ngủ đi ngủ là chắc nhất, là trị là cái chắc đó là đi ngủ. Cái thứ hai, hai cái tâm sở này đó là nó đi đôi với nhau, nhưng mà nó làm cái nhiệm vụ khác nhau. Tức là thị miên đó, hồng trầm thị miên đó, thị miên là tâm, là pháp làm cho cái tâm nó giả dự, nó mệt mỏi trong cái việc thấy đối tượng, tức là thấy gì cũng không rõ đó. Còn hôn trầm nó là cái pháp nó làm cho cái tâm sở, làm tâm sở có trạng thái giống như cái tâm sở kia, nó làm cho tâm về cái sự mà mình, cái pháp này nó phát sanh, nó thì mình bị hôn trầm thị miên, là nếu mà không phải là cái pháp thường xuyên của thân á, thì nó thì mình phải quán sát lại tại sao nó phát sanh. Ví dụ nó phát sanh trong lúc mà mình thiền, có thể cái đối tượng nó không thích hợp với mình, hay là nó phát sanh trong cái lúc mà mình hành thiền nhưng mà trong đêm vừa qua mình không có ngủ này kia xong đó, thì cái cách đó thì Đức Phật dạy có theo cho ngài Mokkhalana đó, khoảng chừng 10 chuyện, 12 chuyện gì đó, tức là làm trong tâm có ánh sáng để được ấy, rồi đi rửa mặt hay là này kia xong đó, thì cái đó là tùy theo. Ví dụ mình phải vô mình trình với ông thiền sư, nghĩa là tôi làm đường làm đó mà nó vậy vậy đó, thì ông thiền sư ông mình ở với ông mấy ngày thì ông biết cái đề mục mình nó có thích hợp hay không, không thích hợp mình đổi đề mục một khác, chính ông đổi cho mình chứ không phải tại vì mình không có khả năng mình lựa đề mục cho mình. Và cái thứ hai nữa đó là có thể mình đi ra ngoài mình rửa mặt, mình ra ngoài con mắt mình nhìn lên bầu trời cho nó sáng, để nó làm cho cái tâm nó hoạt động trở lại. Nó có nhiều chuyện vậy đó, là tùy theo. Nếu đang hành thiền thì hỏi ông thiền sư là chắc nhất, tại vì ông đi theo mình bao nhiêu ngày rồi mình hành thiền với ông thì ông phải biết là do đối tượng hay là do những cái chuyện gì khác. Nam mô Bích Thà Giá. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy đạo hữu Lụa Hà. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con thấy câu hỏi của cô Kim. Dạ con đọc câu hỏi ạ. Xin sư cho nhiệm vụ của tâm khách quan và tâm chủ quan. Con xin cảm ơn và chúc sư luôn an vui. Dạ con kính dâng bích lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi ạ. Dạ con cảm ơn cô Kim đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống bích ạ. Nam mô Bích Thà Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, học Phật pháp kinh Minh Đà mà sao không hỏi ông kinh mà đi hỏi đây. Thật sự nhiệm vụ đó là tùy theo cái lúc mà nó làm, chứ còn hỏi như vậy rồi mà biết đường đâu mà trả lời. Chúng tôi đã nói rồi, cái tâm khách quan nó hay là cái tâm chủ quan, tâm chủ quan nó có bao nhiêu chuyện nè, chứ không phải một chuyện. Mà tâm khách quan là hữu phần, nếu là hữu phần thì làm việc cái hữu phần thì thôi, chứ làm sao ấy. Còn những cái tâm chủ quan nó nhiều chuyện, nó tới 13 14 chuyện nó nói thì phải biết nó nằm ở đâu chứ. Còn bây giờ hỏi cái vậy thì bữa để mai mốt tới thứ năm học với ông kinh này, hỏi ông giải thích cho rõ ràng hơn ha. Nam mô Bích Thà Giá. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ con thấy cô Kim đã xa thú kính tri ân ngài.
Dạ con kính cảm ơn quý cô chú đã đặt câu hỏi. Và sau đây con kính mời quý cô chú cùng tiếp tục tham gia. Theo đồng hồ của con thì mình chỉ còn lại có 24 phút nữa thôi. Dạ, là đã hết giờ. Nên con kính mong quý cô chú có thể đặt câu hỏi với ngài ạ. Dạ con có một câu hỏi này. Câu hỏi mà con cũng sợ ngài la con. Dạ thưa ngài, tại vì khi mà mình học vi diệu pháp đó ngài, thì mình cũng có thắc mắc. Con có một câu hỏi là như vậy là ngài, khi mà cũng như khi mình ngồi thiền đi, thì những cái ánh sáng, những cái cũng như là ánh sáng hay là đau tê, những cái tâm cũng như cái tâm mình thấy như ánh sáng, rồi mình thấy những cái hình ảnh trong quá khứ, rồi vui buồn, thì cái câu hỏi đó đó, thì cái tâm đó là tâm ở trong vi diệu pháp vậy ngài? Tại mới đầu con tưởng cái đó là tâm vô nhân, nhưng mà con sao con biết không phải là tâm vô nhân, nhưng mà con có thắc mắc là nên kính có thể giảng dạy câu hỏi đó cho con ạ. Dạ con xin xuống mic ra. Nam mô Bụt Thầy dạ kính bạch chư tôn hiền dạ kính thưa chư quý vị, thật sự là không phải tâm vô nhân, tâm vô nhân đa số tâm vô nhân mình phát sanh chỉ có một sát na mà thôi, ngoài trừ cái tâm không làm cái cười của bậc A La Hán này mới phát sanh nhiều sát na. Thành ra thường thường cái đó là những cái tâm mà nó nằm ở trong cái những cái tâm mà nó làm như vô động tốc thì đúng hơn. Thường thường mình ngồi mình tâm mình nó đi du lịch chỗ này hết chỗ nọ này kia, nó phóng phóng vậy là biết cái đó là uất thất dạ sẩm vô tạ. Uất thất dạ sẩm vô tạ tức là tâm phóng dật, phóng dật nghĩa là nó không có ở trong cái đối tượng nào hết á. Nhưng mà khi nó chạy rồi đó thì nó không phải nó chạy không, mà nó còn lôi kéo bạn bè, nó rủ rê những cái bạn bè khác của nó, bạn bè nó là 10 trong 10 cái anh phiền não đó để vô cái chi phối những cái đó. Ví dụ như mà tới kết cô mà đang xèo thì cái lúc đó biết nguyên cái bộ tham mưu của tham là nó vô nó mình lên liền để cho mình đi vòng vòng trong đó, trong khi mình ngồi ở ngoài cái chỗ đang chạy mà cái tâm nó chạy tới chừng khi thấy cái mặt người này khờ khạo lấy phấn chọi cho một cái, lúc đó mới tỉnh mộng ra mới biết là nãy giờ mình đang đi du lịch thì là nó mới mốt học tới đó để biết cái nhân gần của cái tâm phóng dật nó như thế nào, lúc đó trị nó dễ lắm, còn bây giờ chưa biết đâu, còn lâu chờ mới từ kinh này dạy cho xong cái là tính. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ sa thú, dạ con kính tri ân ngài rất là nhiều. Dạ con xin sám hối với đạo tràng là còn 50 phút. Dạ con tính lộn, con tưởng là đến 6 giờ Việt Nam là 7 giờ bên con là hết. Dạ 7:30. Dạ con xin sám hối. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Như Thật. Thưa sư, thích ngủ có phải là triền cái, là một trong 5 pháp tài sắc thực thùy? Dạ con kính dâng mic lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi ạ. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy dạ kính bạch chư tôn hiền dạ kính thưa chư vị, không phải đâu, năm cái đó năm cái pháp mà pháp tài sắc thực kia cái đó chúng tôi không có biết nó nằm từ đâu ra, nhưng mà cái thích ngủ mà trong thiền cái mà dịch nó thích ngủ giống như chúng tôi nói thôn trầm thiện nguyên đó, nó là một trong 5 thiền cái đúng, nhưng mà nó thường thường là nó chỉ phát sinh trong những cái lúc mà cái tâm mình cần cần cái sự chú ý vào cái đối tượng của thiền hay là đối tượng gì khác mà thôi, chứ còn nếu không phải cái đó thì thích ngủ nó có nhiều chuyện lắm. Mình bệnh mình cũng thích ngủ, mình mất ngủ nhiều ngày mình cũng thích ngủ, hay là bị người khác đá ra rồi mình suy nghĩ dài ba đêm mình cũng mất ngủ rồi cũng thích ngủ như thường, chứ không phải ấy đâu. Em là nó thích ngủ nó là tiền cái, khi nào mà nó mình ở trong cái pháp quán gì đó thì cái đó có thể tiền cái này chắc chắc nhất.
Còn nếu bình thường mà mình thích ngủ thì ngủ này kia xong đó, là tại có thể là do cái bản chất của mình là một, cái thứ hai nữa đó là do những cái công việc khác nó làm cho mình mất ngủ, cái tâm mình nó mệt mỏi, tâm mệt mỏi. Bởi vì cái thức ngủ đó là cái một trong những cái bệnh của tâm, mà một trong 10 bệnh trong tâm kể nãy chúng tôi kể nãy đó, nó dính dấp cho trong đó nhiều ha, chứ không phải là tài sắc thì gì đó này thì chắc không phải đâu. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con không biết đạo hữu có còn thắc mắc. Dạ con thấy đạo hữu như thật đã xa thú kính trị sư. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Lụa Hà. Kính ngài, khi ngồi thiền, tâm vọng tưởng làm sao để được thanh tịnh? Tu ở nhà một mình có tiến bộ không? Dạ là hai câu hỏi. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi cho đạo hữu Lụa Hà. Dạ cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Thì vọng tưởng là giống như chúng tôi nói nãy đó, đối tượng không phù hợp với cá tánh của mình. Mọi người đều có cá tánh đó, chứ không phải cá tánh phù hợp trong số đối tượng mà thôi. Đối tượng không phù hợp với cá tánh. Hoặc thứ hai nữa đó, lúc đầu nó phù hợp nhưng sau nó không phù hợp với cá tánh mình, nó thay đổi chứ không phải nó không thay đổi. Nó cá tánh có 6 nhưng trung bình mình có 3 4 nữa chứ không phải không có một. Nó thay đổi tùy theo cái điều kiện xung quanh, nó thay đổi tùy theo cái điều kiện mà mình đang đang làm cái việc đó. Thành nó muốn được thanh tịnh thì phải trình pháp, rồi ông thiền sư ổng có kinh nghiệm, ông sẽ thay đổi cho mình đối tượng để cho nó phù hợp với cái trạng thái của mà, tâm của mình lúc đó. Cái thứ hai là nói tu một mình thì không có nên. À, tu mình không có nên, bởi vì thứ nhất là mình pháp học mình cỡ nào, cái thứ hai đó là dầu pháp học mình có giỏi cỡ nào nữa mà đều bước đầu là vẫn phải có ông thầy sư để ông hướng dẫn cho mình một số cái việc, mà khi ông hướng dẫn vậy rồi đó, mà khi nào ông thầy sư ông tuyên bố mình có thể tự hành được đó, thì mình nên ở nhà mà làm mình, chứ còn nếu không thì không có nên. Còn đây là chúng dạy thiền qua led, thành ra những cái tạo tràng trên trời thì mà dạy thiền qua led, rồi quý vị hiểu như thế nào không có trình pháp được này kia. Mà lúc đầu thì quý vị họ Nguyễn làm hành giả họ Nguyễn, nhưng mà vài bữa sau thành hành giả họ Tôn thì mệt lắm, hành giả họ Tôn khó chữa lắm chứ không phải giỡn đâu. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, dạ con kính chào đạo tràng, dạ con thấy đạo hữu, dạ con thấy đạo hữu Lụa Hà có thêm một câu hỏi là ngài hướng dẫn cho con một phương pháp ạ, dạ con kính nhân mic lại cho ngài để ngài trả lời câu hỏi ạ, con xin xuống mic. Trả lời xong rồi, trả lời xong rồi ra họ ổng mới la lên ô rồi không thấy à, trả lời được không rồi. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá, dạ con xin sám hối ạ, dạ dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi, dạ con kính mời đạo tràng ạ, con kính mời đạo tràng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi, cảm ơn đạo hữu Lụa Hà đã đặt câu hỏi nha, dạ dạ con kính mời đạo tràng tục đặt câu. Lửa hạ, dạ, lửa hạ, dạ, cảm ơn ạ, dạ xin sám hối, dạ, Nguyên Trang, tại Nguyên Trang không, dạ, Nguyên Trang không biết, xin sám hối với, xin lỗi đạo hữu nha, dạ con kính mời đạo tràng, có thể tham gia đọc câu hỏi ạ. Có thể chết chat trên màn hình hay là giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. Và trong khi chờ đợi câu hỏi,
con có một thắc mắc hồi nãy ngài giảng về niệm đó ngài, thì tà niệm, thế nào là tà niệm ngài? Dạ con, ngài có thể giảng dạy cho con được cái chữ cái rõ cái tà niệm không ngài? Dạ con kính dâng mic lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi cho con ạ. Nam mô Bổn Thầy, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Trong một số sách đó thì giải thích về thiền đó, chư tà niệm ở đây chỉ cho tâm sở quý tất cả mà ở trong 12 tấm bất thiện. Nên cái tâm sở đó đó, khi nào mà mình lãng quạng đó, tức là mình suy nghĩ tầm bậy tầm bạ này kia sùm đó, đó là gọi là tà niệm. Theo cái danh từ mà để đối lập với cái chánh niệm, nhưng mà cái tâm sở là tâm sở quý tất cả, tâm sở quý tất cả, thì khi nào học tới tới lúc tới tâm sở sẽ thấy cái rõ ràng cái quý tất cả là như thế nào. Nó tầm mà nó có bao nhiêu loại lắm, nhiều chuyện để nói tâm sở đó lắm. Thật là khi mà mình có cái tầm mà trong bất thiện pháp đó, thì thường là nó đúng với cái một số trạng thái của cái người ta hay dịch là tà niệm đó. Bởi vì tâm sở niệm nó chỉ có một trong thiện pháp mà thôi, nhưng có những trạng thái giống giống như tâm sở niệm đâu mà nở ở bất thiện pháp thì thấy nhất là tà niệm, thì nó có tên nhưng mà nó không có chi pháp. Thành ra quý vị thấy là trong bát thánh đạo là tên là 16, nghĩa là 8 cái chi nó có 16 cái tên, nhưng mà chỉ có 9 chi pháp mà thôi. Chánh, 8 chánh, 8 tà, chi pháp thì có 9 đó. Chi pháp thì có 9 thôi đó. Nhưng mà cộng thêm 3 cái mà 4 cái 9 mà thêm mấy cái kia nữa thì cũng gọi là tà, ví dụ như là tà nghiệp, tà mạng rồi này kia đó, nó không có chi pháp chính thức mà chỉ có những pháp tương tự mà thôi, những pháp tương tự. Thành ra cái tà niệm cũng vậy, cái tâm sở tầm mà khi nó trong ấy nó có số trạng thái giống như cái sự quan sát về đối tượng, hay là cái sự biết biết đối tượng lúc đó là nó không có, nó đi ngược đường lại với cái sự biết của cái niệm lúc đó. Nếu cái niệm lúc đó là nhớ chính xác trong lúc hiện tại, biết biết đối tượng chính xác khi mà mình đã nhận nó, thì cái này là biết ngược lại, biết sai, biết sai. Thành ra người ta dùng cái danh từ đó là như vậy đó, Bức thầy dạ. Dạ, sa thú con kính tri ân ngài đã giảng dạy câu hỏi của con ạ. Dạ con, con kính mời đạo tràng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ con kính mời. Có thể quý cô chú có thể chat chat trên màn hình và có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. Con chưa thấy câu hỏi. Ta có câu hỏi không cô? Sương, Xích Xích Thi Lâm có câu hỏi không? Không ai có câu hỏi hết. Con cũng chú kinh có trước máy không? Con có câu hỏi. Dạ, cảm ơn đạo hữu Lữ Hạ đã đặt câu hỏi. Thưa ngài, thọ bát quan trai có lấy được không? Có lấy này con không, có lại có vận dụng được không? Cái gì ta, bàn vong. Ok, dạ cảm ơn. Nguyên Trang bỏ dấu rất là dở nên Nguyên Trang xin lỗi nha. Dạ, thưa ngài, thọ bát quan trai có lại bàn vong được không? Dạ cảm ơn. Cảm ơn đạo hữu
Lửa Hạ đã đặt câu hỏi và cảm ơn đạo hữu online đã viết cho Nguyên Trang biết ạ. Dạ con kính nhân mít lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự chỉ có mình người thì có năm năm cái hạng mà mình có thể lễ lại. Thứ nhất Đức Phật, thứ hai giáo pháp, thứ ba chư tăng, thứ tư cha mẹ và thứ năm là thầy tổ. Thành ra nếu mà bằng dòng đó mà có cha mẹ hay thầy tổ thì thể lại được, còn không thì không nên. Ăn dầu rằng không thọ bất trái cũng không nên. Bây giờ mình chỉ có năm cái vị, năm hàng người mình có thể lễ lại được phước chứ không có tổn phước. Đó là tam bảo, cha mẹ và thầy tổ. Còn ngoài ra thì mình có quen quen rồi có kính trọng thì có thể xá được thôi, chứ không cần phải lên làm gì cho nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca á. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, kính chào đạo tràng. Dạ con thấy đạo hữu Lửa Hạ đã, con kính tri ân ngài và dạ, cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. Dạ con kính mời đạo tràng ạ. Con kính mời đạo tràng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi. Thời gian bây giờ giờ con còn khoảng 38 phút nữa. Dạ, còn 38 phút nữa là hết giờ ạ. Nên con kính mời đạo tràng tranh thủ đặt câu hỏi của mình. Để hết giờ để mình hết giờ ạ. Dạ con thấy đạo hữu online đặt câu hỏi. Dạ cảm ơn đạo hữu đạo online đặt câu hỏi. Con đi đám ma thấy người ta lại thay người chết, như vậy có đúng không bạch sư? Dạ con kính nhân mít lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi này ạ. À. Dạ con xin xuống mít ạ. À. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Giống như chúng tôi nói nãy là nếu mà người chết là cha mẹ hay thầy tổ của mình thì có thể lại được. Còn nếu không chỉ xá để giống như là trả lễ người ở đó mà thôi. Tại vì lý do đó mà quý vị thấy về biết nè, cái người mà người ta bày ra cái chuyện đó, người ta thấy cái chuyện đó nó cũng không đúng. Thành ra khi có người tới lại thì người ta phải lại lại là vậy đó. Ta lại lại. Thành ra nếu mình mà đứng đó mình xá thì chắc chắn là không có sự trả lễ cái kiểu đó, nên ta không có lại lời mình. Thành ra xin thưa quý vị đó, thành ra giống như chúng tôi nói năm hàng người đó, nếu mà người chết là người một trong năm đó, có thể là mình coi giống như thầy của mình, thầy tổ hay là cô bác chú bác gì này kia sùm mình có thể làm được. Nhưng mà nếu không nên xá thì chứ không có còn lại gì thì nó không có đúng cách, mà làm cho người ta không có ăn vui nữa. Lý do là người ta phải lại trả rồi mình, nên đã luôn luôn có người mà đứng mà chờ mình hoài 24, rồi lỡ người nào lại là khi không biết y rồi nồ rồi lại lại rồi người ta đứng ta trả lễ. Cái đó người ta cũng sợ tội dữ lắm chứ không phải không, ta sợ mắc nợ đó, ta làm vậy đó. Thì nếu là người đó có ân mà lớn hơn mình thì không sao, còn nếu không thì thôi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca dạ. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài và dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy đạo hữu học online, con kính tri ân sư. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Lửa Hạ. Bạch sư, ý nghĩa của chân tâm và bản tánh như thế nào?
Dạ con kính dâng mic lại cho ngài để ngài có thể trả lời câu hỏi ạ. À. Dạ kính cảm ơn. Đã đặt câu hỏi ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Nam mô Phật Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Cái này là mấy tên từ này là bên cái hệ phát triển mà quý vị tìm quý vị nào đó rành hỏi người ta đừng nghĩ cho. Chứ chúng tôi ở cái hệ khác người ta không không có rõ ràng mấy cái danh từ như vậy. Thành ra xin khỏi trả lời. Nam mô Phật Thà Gia. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, dạ con thấy dạ cảm ơn đạo hữu đặt câu hỏi. Dạ con xin đọc câu hỏi kế tiếp ạ. Im đạo hữu im nha. Bậc A la hán chứ. Bậc A la hán nhập thiền diệt không tâm tại cõi phi tưởng xứ không sắc Niết bàn, không cần đắc A-la-hán, phải không ạ? À? Dạ con kính dâng bích lại A-na-hăng. Dạ A-na-hăng, dạ. Dạ con xin dâng bích lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi ạ. À. Dạ con kính cảm ơn đạo hữu ạ. À. Nam mô Phật Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Bậc A Na Hàm, Bậc A La Hán đó muốn nhập thiền diệt là phải ở cõi ngũ quẩn, tức là cõi có đủ ngũ quẩn, chứ còn cái cõi mà không có đủ ngũ quẩn thì không có, không thể nhập thiền diệt được. Bởi vì cái gì nhập thiền diệt là phải nhập từ thiền thiền dài dài trở lên ha, rồi nhập thiền quả rồi mới vô thiền diệt được. Thành ra cái gì nhập đó là phải ở cõi ngũ quẩn, chứ còn không phải cõi ngũ quẩn thì không có thể nhập thiền diệt được. Nam mô Phật Thà Gia. À, Nam mô Phật Thà Gia. Dạ con xin sám hối con đã đọc sai ạ. À. À, dạ con thấy đạo hữu đã dạ sư và dạ cảm ơn sư. Dạ con kính đại con xin hình như có một câu hỏi nữa. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu như thật. Thưa sư, như vậy nếu không lại trả lễ có mắc tội không? Dạ con kính dâng mic lại cho ngài để trả lời câu hỏi. Dạ cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Con xin xuống mic ạ. Nam mô Phật Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Thật sự ra nếu chứ tội là gì? Tội là cái nhân đưa đến cái quả khổ. Thì thật sự là nó không có tội hả ấy gì đó, nhưng mà người ta ái nái chứ không có gì. Cái thứ hai mình làm nó không đúng cách thì làm cho cái chủ nhân người ta thấy là không được an vui, người ta sợ bị mắc nợ. Bởi vì người trong hòm nó nhiều khi là người trẻ hơn người ngoài, hoặc là giới hạnh không được trong sạch bằng cái người ở ngoài, mà người ở ngoài lại nữa nó rất là nguy hiểm, nguy hiểm ở chỗ đó. Chứ không có tội tình gì hết á, làm không đúng cách thì nó không hay gì thôi. Nó cũng giống như mấy ông sư thường muốn đánh lễ nhau bao nhiêu hạ rồi này kia ông sùng, là phải có đúng cách đàng hoàng, chứ còn không phải muốn làm sao làm. Bởi vì nó qua nói chứ cái người mình ta người mình nhỏ hạ hay là lớn, mình lớn hạ, nếu mình thấy ông kia già hơn mình không hỏi mình lại, lỡ này nhỏ hạ làm phiền người ta lắm chứ đâu phải dễ ha. Đó không có nên, cái đó không có nên, phải đi sám hối rồi mà anh ra mà biết cái người trong hòm là cái người đáng kính. Nhưng mà thường người đáng kính thì chúng ta giống như nói là năm hàng người đó thì mình lại không sao, còn con ấy là mình lại không có phải lẽ. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con đã thấy đạo hữu như thật. Dạ sa thú kính tri ân sư. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng tiếp tục cùng tham gia đặt câu hỏi về những thắc mắc của mình trong tuần qua. Quý cô chú có thể chat trên màn con sẽ đọc, hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ.
Dạ, xin sám hối với đạo tràng, nhiều khi chữ không có dấu, Nguyên Trang bỏ dấu không đúng, và dạ, Nguyên Trang xin sám hối nha. Dạ, trong khi chờ đợi đợi câu hỏi, và dạ, con xin có một câu hỏi. Dạ, thường á mình con hay nghe là còn câu hỏi chưa hỏi. Ồ, có hả? Dạ, câu hỏi chưa hỏi. Dạ, có câu hỏi nào con kính nhờ đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo hữu học online. Dạ, con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Như Thật. Thưa sư, theo truyền thống bên Thái, người dân Thái gặp nhau thường xá, vậy ý nghĩa đó là gì? Dạ, con kính dâng mic lại cho ngài để ngài có thể trả lời câu hỏi cho Phật tử Như Thật. Dạ, kính cảm ơn đã đặt câu hỏi ạ. Con xin xuống mic ha. Nam mô Bổn Thầy giá kính bạch chư tổ hiền giả, kính thưa chư quý vị, cái phong tục của người ta để mình giống như mình làm như nghĩa là mình gặp nhau thì mình theo với Việt Nam thì thưa ông thưa bà rồi này kia ông sùm mình khoanh tay, còn họ ta họ xá vậy đó, cái truyền thống họ lìa đó chắp tay xá, hay là bên Âu Mỹ này thì bắt tay nhau, cái đó là cái truyền thống thôi. Nhưng mà cái cách của người Thái nó có cái khác là trong cái cách xá họ đó, ví dụ như họ thấy mình mà ngang ngang họ thì họ chỉ đưa tay lên ngực họ xá thôi, ngang ngực à. Nhưng mà nếu người lớn hơn đó, thì họ đưa lên tới tới trán nè, chắp tay đưa lên tới trán. Nhưng mà nếu người già hơn chút thì chắp tay trán mà còn khum khum xuống chút nữa là giống như nửa quỳ nửa đứng vậy đó, để cho người ta biết là cái sự kính trọng đó nó theo cái những cái bậc vậy. Gặp ông sư thì họ trải đồ họ lại, gặp ông sư họ lại mấy cái tùy theo cái những cái cấp bậc trong xã hội thì họ cái đó là cái truyền thống của họ để họ bày tỏ cái sự khi gặp nhau nó có những cái đó giống như ở ở nước nào cũng có đó, ví dụ ở tay Âu Mỹ bắt tay hoặc là họ hớt nhau rồi này kia, sùm Thái thì không có hiểu mà hớt nhau nhưng mà chắp tay xá người kia trả lễ, mà cái cách trả lễ để thì biết ai hơn ai, cái người nào đáng trọng hơn người đã đáng kính trọng là do cái lối chứ ai gọi là vậy đó, chứ không Việt Nam nó muốn lại sao lại Việt Nam không? Đâu có thì họ gặp nhau ai họ cũng xá đó, mà họ xá nhiều khi mấy cô họ xá lâu hơn, còn quý vị thì họ cái xá mà hệ quý vị họ xá một cái quý vị cũng nhích họ tưởng đâu quy trả lễ họ không xá thêm cái nữa vậy thôi. Chứ họ đâu có biết mình là ai, đâu có phong tục như thế nào đâu biết, nhưng mà cách của họ lìa đó, cái xá họ chắp tay xá, nhưng mà thấy mình cười họ nghĩ là chắc phong tục cười là được. Còn thí dụ như bên Miến Điện á, cái gì họ chào đó, người nào đi Miến Điện là biết đó, chào Miên Cái La Pa đó, Miên Cái La Pa đó, cái chữ đó đó chữ A của Thái đó nó nằm nhiều chỗ đọc thành chữ Y, thành ra chữ Miên Cái La Pa đó là cái âm của chữ Mangala Sutta, họ dùng cái chữ đó để họ chào nhau. Mangala ba là vậy đó, Mangala là mà Mangala đó từ tiểu Bali, anh họ chào nhau cái đó cũng dùng Bali đàng hoàng chứ đâu phải Nam mô Thầy á. À, Nam mô Bích Thay giá. Dạ, dạ con không biết là dạ con thấy đậu hũ Như Thật đã, dạ con sa thú kính tri ân sư. Dạ con không biết còn một con câu hỏi nào mà con quên đọc không ạ? À? Dạ nếu con có quên đọc câu hỏi nào thì con kính mời đầu kính kính xin đạo tràng là thấy câu hỏi đó là post lên dùm cho Nguyên Trang ạ. À. À, dạ kính sư, con có một cái thắc mắc cho đằng sư. Hồi hôm nay đó con đi trong mall đó, thì con thấy một cái vị mà con không biết là phải là Nam Tông không, thì hình như là người Ấn Độ mà cũng đắp cái y vàng á sư, nhưng mà chính giữa cái trán của người đó có một cái dấu cũng như cái dấu đỏ chính giữa trán đó sư,
mà con không biết là có phải là chư tăng bên Nam Tông không ạ? Con kính cũng đắp y màu vàng, dạ con kính dâng mít lại cho sư để sư có thể chỉ dạy cho con ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bổn Thầy kim bạch chư tôn này, dạ kính thưa quý vị. Thì vừa thấy ông sư mà ông sư mới thấy đó, thì mặc áo không tay mà mặc quần không ống à, thì thấy đó. Nên nếu người đó nhiều khi họ mặc y mà họ mặc quần cả ống thì không phải rồi hay gì đó. Bởi vì ông sư là không phải mặc xà rông. Còn cái chấm của họ thường thường là Ấn Độ, hay chấm ở đây ngay cái thực Phật mà làm Ấn Độ có cái chấm này vậy đó. Cái chấm nó tượng trưng như là cái trí tuệ của họ, nên là chấm là chuyện thường lắm chứ không có ấy. Còn mình muốn nhìn ông sư là phải nhìn cái cách mà ăn mặc hoặc là cái cách mà họ nói chuyện chào hỏi nhau đó thì nó khác. Còn bên Sikh thì nó chào hỏi cách khác đó. Hoặc là cái đạo, mấy cái đạo gì bên các nước khác đó, họ có cách hết á. Thành ra mình phải học thì mình biết chứ còn họ không biết. Còn hỏi vậy thì không biết được đâu, bởi vì nhiều khi mặc y nó không phải đó chứ cũng không hẳn. Nhiều người không phải tu sĩ cũng lấy cái giải giống như ấy, giải thường y chiếc y của nhà sư thì nó có điều, tức là mai từng sọc giống như tơ ruộng rồi đó. Còn có nhiều xứ nó không có cái đó, nó cũng mặc y vậy đó, nhưng mà cái nó là cái một cái đạo gì của xứ nó chứ không phải là đạo Phật Quân Tỷ. Nó cái đó là phải bữa nào coi cho kỹ mấy hình mấy ông sư này biết ra ngoài mới trúng, chứ còn không dễ lầm lắm. Dễ lầm lắm, mà ông sư mà mới tu nhiều khi nhìn mình còn còn lầm chứ đừng nói, bởi giờ cũng mới tu nhiều khi mặc đồ nó không chính xác đúng mức giống như ông sư cũng tu lâu. Cái thứ hai nữa mà khi mà ông đi đi rồi lâu lâu ông đi đi mà ông phải đưa tay cũng là biết rồi đó, là cái y nó sắp rơi tuột tại quấn y không biết cách quấn á. Nếu quấn đi hồi là mồ xuống là phải đưa tay bệnh bệnh cháu y hết ra. Cái đó khó nhận lắm, hỏi về thì không biết đâu rồi trả lời khó nhận lắm. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ sa thú dạ con kính tri ân ngài. Dạ con cũng nhìn nhìn con quan sát mà con thì con cũng như ngài nói là phải quấn 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 xà rông á, mà con thấy là nó không có giống, mà con thấy nó là lạ nên con dạ nên con hỏi ngài. Cho hỏi một câu. Dạ con kính gửi mic lại cho chú Châu Phan để chú hỏi câu hỏi nha. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bồ Đà Giá, Nam mô Đà Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông và chư Tăng hiện diện trong rung sám hối ạ. Dạ cho con hỏi cách đây cái con hỏi thẳng luôn, hồi trước giờ mấy chục năm rồi, gần 50 năm rồi con không có dùng thuốc mà có pha pha chất rượu á sư. Bây giờ hiện giờ cái cẳng con bị đau quá, con đi bác sĩ người Tàu á, người ta nói cho phải về ngâm cái rượu này mà ngâm chút thôi à, chứ không phải âm nhiều cho nó tan ra cái chất mà những cái chất mà nó trong rễ cây nó ra để con bóp cái cẳng con á. Rồi nó vừa uống cũng được nữa, uống một chút. Vậy con hỏi sư là trước giờ con không cái giờ mà không có uống rượu á, không không dễ vui mà uống rượu dùng chất sai sai con giữ, nhưng mà giờ nếu mà bị thuốc uống thuốc mà chất có thuốc đó nó rất là nhẹ chứ không phải là mạnh, vấn đề rượu mà ngâm rất là nặng. Ông nói là ngâm chỉ cho cái tan ra thôi à, ông Tào ông nói vậy. Nếu mà con dùng cái đó vừa tha mà con vừa uống á, có phạm cái giới thứ năm không sư? Rồi sư giúp con cảm ơn sư nhiều. Nam mô Bồ Đà Giá, Nam mô Đà Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Nếu mình làm lúc mình uống mà mình quán về thuốc thì không có phạm, đối với cư sĩ thì không có sao, đối với cư sĩ thì không sao, không có phạm, tại mình uống cái thuốc mà. Nhưng mà lỡ uống vô cái mình thấy đảo, mình uống thêm thì không nên.
đối với nhà sư thì mới sợ. Nhà sư mà những cái rượu thuốc vào rằng thuốc như vậy nữa, nhưng mà cái cách uống nó khác, là phải múc ra ngoài phơi đêm ra cho nó qua đêm cho nó bốc hết cái mùi á, chứ còn mùi không được. Đó. Thành ra có nhiều cái gì không để ý cái đó, rồi cái rượu thuốc ngâm là cái buồn buồn, cái uống sáng uống trưa uống chiều uống cái đó thì mới phạm. Đó. Còn này mình uống cái, uống về thuốc thì không sao, đối với cư sĩ nam giới uống uống là giống như uống thuốc thì không sao, nhưng mà đừng uống nhiều quá, để cho tới lúc mình thỏa thích chơi giống như rượu thì lúc đó mới phạm, ăn khi nào mà đủ chi mới phạm, chứ còn không cái này là thuốc mà, thành ra không sao đâu. Nam mô Bích Tha. Dạ. Dạ con rất là cảm ơn tri ân ngài, nó cũng làm con lủng củng mấy tuần này con dám có thoa thôi mà con không uống được, mà mấy người bạn con nói nếu mà uống thì nó thấm vô trong mấy cái khớp đó, nó dịu xuống, chứ không mà anh thoa nó cũng có thao, nó thấm từ rất là lâu. À, lời nói của ngài rất là giúp cho con được giải quyết vấn đề mà cái giới con dám cố gắng. Dạ con thành thật tri ân ngài rất là nhiều ạ. À, con dạ con cảm ơn ngài nhé. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, kính cảm ơn chú Châu Phan đã lên đặt câu hỏi ạ. À. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ quý sư và dạ, kính chào đạo tràng. Và dạ, sau đây con kính mời đạo tràng tiếp tục cùng tham gia đặt câu hỏi. Và dạ, con nghĩ bây giờ chỉ còn có 15 phút nữa thôi là đã hết giờ. Và dạ, nên con kính mời quý cô chú đặt câu hỏi ạ. À. Con chưa thấy câu hỏi. Con chưa thấy câu hỏi và con cũng chưa thấy có một bàn tay nào hết. Và trong khi chờ đợi câu hỏi thì con cũng xin con kính hỏi ngài một câu. Dạ thưa ngài, thường con nghe nói là hôn trầm và thụy miên. Dạ hôn trầm và thụy miên hai cái nó khác nhau ở chỗ nào ngài? Dạ con kính dâng mic lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi của con ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Nam mô Bổn Thầy và kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa cho quý vị, chỉ như hai cái tầm sở này nó khác nhau, về phương diện mà nó làm cái nhiệm vụ của nó, chứ nó đâu có giống nhau được. Nếu mà giống nhau thì nó một cái tào đầu hai, thì hai tâm sở này là, thứ nhất là hôn trầm là cái pháp làm giả dự và hạn chế tâm sở trong việc nhận biết đối tượng. Còn cái tâm sở thụy miên là pháp làm giả dự và hạn chế tâm trong việc nhận biết đối tượng. Đó. Một cái là làm cho tâm không thể nhận biết đối tượng một cách rõ ràng, một cái là làm cho tâm sở không có đối tượng một cách rõ ràng, thì hai cái tâm sở này nó đủ khác nhau, một cái là làm cho tâm, còn cái kia là làm cho tâm sở. Thành ra đó là cái khác biệt với hai tâm sở đó. Nếu quý vị học tới tâm sở, thì thấy trong cái tâm sở mà tịnh hảo đó, nó có mấy cái tâm mà đi chung nhau đó, tịnh thân tịnh tâm này, nó cũng làm hai việc giống vậy, một cái thì phụ tâm, cái thì phụ tâm sở, đi theo nó. Nam mô Bích Thầy. Dạ con kính tri ân ngài đã giảng dạy con ạ. À, để con thấy câu hỏi chứ nha. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Pháp Học. Con có nghe về thiền quán tưởng, về Karuna và Mudita đá. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài để ngài có thể trả lời câu hỏi ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bích Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, cái thiền này gọi là thiền tứ vô lượng tâm. Nó có bốn chuyện nè, nha. Tức là thiền về tâm từ, thiền về tâm bi, thiền về tâm hỷ và thiền về tâm xả. Nhưng mà tại vì hai cái kia,
hai cái mà tâm từ với tâm bi với tâm xả đó, nó có cái chi pháp riêng, thành ra người ta không để đây, nó không có chi pháp riêng mà nó dựa vào một cái thực tính pháp khác chứ nó không có chi pháp riêng. Còn hai cái tâm sở karuna với mudita nó có chi pháp riêng là tâm sở karuna với tâm sở mudita này nè. Thành ra khi mà mình hành cái bốn cái đề mục này đó, thì cái ba cái đề mục đầu tức là từ bi với hỷ này nè thì đắc cho tới tứ thiền mà thôi. Còn muốn hành cho đắc được ngũ thiền thì phải hành cái đề mục xả, xả xả vô lượng tâm. Thì từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, xả vô lượng tâm thì nó có bốn cái đối tượng khác nhau. Từ thì cho cái đối tượng của người đáng thương, đáng đáng được để tầm quan sát thương tưởng tới. Còn thì đối với những cái chúng sanh mà khổ sở, ấy không phải khổ sở nhân đang ấy đó, cần cái sự cái pháp bi của mình đối với người đó. Còn đối với chúng sanh nào đó làm được cái việc hay hay là việc gì đó, thành ra mình cần cái tâm sở mà hỷ, tức là mudita chứ không phải mudida, mudita, cái tâm sở này để quán tính tới cái chúng sanh đó. Còn khi mà ba cái loại chúng sanh mà cần về cái sự từ bi, cái sự bi với cái sự hỷ này đó không không thể làm được đó, thì lúc đó đó thì cái mình phải dùng cái tâm sở tatara, tức là hành cái pháp xả, xả vô lượng tâm. Chỉ vô lượng tâm ở đây đó, tới cái tâm mà tất cả chúng sanh không phân biệt giới hạn, không có giới hạn. Thành ra muốn đắc nhận được cái này thì phải qua giới hạn đó. Ví dụ như tâm từ cũng vậy, tâm từ phải qua khỏi cái giới hạn gọi là đặc biệt của nó thì từng mới gọi người đó có tâm từ. Còn như mình bây giờ mình đã có tâm từ đó, từ từ chứ không bao giờ có tâm từ thứ thiệt đó. Trong thanh tịnh đạo có giải thích một cái trường hợp nên biết mình có tâm từ hay không là vậy nào, là một tên cướp nó vô trong cái phòng có bốn người, mình là một, người mình thương là hai, người mình không có nghĩa người mà người dân tức là mình không thương mà không ghét là ba, người thứ tư là thù của mình. Thì bây giờ cái anh ăn cướp đó nói giờ giờ đó anh chỉ mình, tại mình đang hành cái pháp về từ bi đó anh chỉ, anh nói bây giờ anh lựa một cái người nào đó mà hy sinh thì bốn người kia, ba người còn lại thì sẽ được tha. Anh hy sinh một người, hy sinh người nào được anh cũng được hay người nào không, thì nếu mà cái người đó đó mà suy nghĩ hoài rồi cái em ra nó thôi tôi hy sinh để cho mấy người kia còn được sống còn, thì trong chú giải thanh tịnh đạo vẫn nói là người đó chưa có tâm từ vậy còn phân, nghĩa là phân biệt. Thành ra cứ phải phải cái tâm nó phải vô lượng, tức là không còn phân biệt được nữa, là không có thể lựa được. Thành ra mới gọi là người có tâm từ. Thì cái người mà được cái đó đó, được gọi người có tâm từ là phải qua cái giới hạn là si má sổng phê thá, si má sổng phê thá thì mới gọi là người tâm từ, tương đương cho tâm bi, tâm hỷ với tâm xả cũng vậy. Chứ còn mà mình không có làm được cái đó đó thì kể như mình vẫn chưa có tâm từ. Thành ra tối ngày mới nghe là mấy mấy cái vị mà cái khuyên mình rải tâm từ tới thì họ mà không biết lấy tâm từ ở đâu mà rải, không lẽ đi mượn của ai rải, mai mốt thì hành được tiền nào đó đã được tâm từ đem trả lại, không bao giờ. Nên là mình phải ráng tập đi, tập cho tới khi nào mà cái tâm mình nó tới cái mức như vậy rồi mày lúc đó mình nghĩ tới người đó với cái từ bi tâm mình nó mới quả. Còn nếu mà còn không là bởi vì cái người đó mà hành bốn cái pháp đó, Đức Phật đó tán dương vậy là giống như là bốn cái hạnh của một một vị mà thành thiên rồi đó. Thành thiên có những cái hạnh đó, đó nghĩa là từ bi hỷ xả đối với vô lượng chúng sanh. Còn bây giờ thì mình chỉ có nói từ chơi cho vui chứ chưa chưa có luyện tới cái mức như vậy đâu. Quý vị không biết cái người mà có tâm từ có thể làm cho mình nhìn để mình biết đó, là Đức Phật đó. Đức Phật đối với ngài Rahula tức là con của Bồ Tát trước khi mà thành Phật đó,
Và đối với trưởng lão Đề Bà Đạt Đa, tức là Đề Bà Đạt Tạ, tức là người lăn đá giết hại ngài bao nhiêu chuyện đó, ngài coi giống nhau. Còn mình thì không có đâu, thì làm sao mình coi có tâm từ được, thấy không? Còn ngài thì không có đâu, coi hai người đấy giống nhau. Thành ra người có tâm từ thứ thiệt nó quý lắm, còn mình thì từ từ thì chắc không quý lắm đâu ha, anh nói sơ sơ vậy thôi. Còn cái coi vị hỏi đó muốn biết chắc thì là trong thanh tịnh đạo ra về cái phương mục về định đó, có giải thích rất rõ ràng là tất cả những cái gì muốn làm sao thì đấy, thì sẽ có từng chi tiết trong đó. Nam mô Bích Thà giá. Nam mô Bích Thầy gia, dạ con kính đảnh lời quý ngài, kính chào đạo tràng. Dạ con thấy đạo hữu pháp học đã xa thú, con tri ân ngài. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu học online. Làm sao phân biệt được tâm và tâm sở khi có hôn trầm thị miên ạ? Dạ con kính nhân mít lại cho ngài để ngài có thể trả lời câu hỏi. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bích Thầy Giá, kính bạch chư tổ mẹ, dạ kính thưa chư quý vị. Hai cái tâm sở này nó chỉ xuất hiện trong năm cái tâm mà hỗ trợ, năm tâm bất thiện hỗ trợ mà thôi. Trước hết là phải biết cái đó, năm tâm bất thiện hỗ trợ. Khi nào có năm tâm bất thiện hỗ trợ thì mình biết có cái đó, là khi nào năm cái loại tâm đó mà nó không có khả năng mà nó nhận dạng đối tượng, hay là nó khi mà nó thấy đối tượng mà nó chán nản hay gì đó, thì kể là có thể có hai cái tâm sở này trong đó. Cái thứ hai mình phải biết là hai tâm sở này nó có phải là một trong 10 bệnh cô tâm giống như chúng tôi nhắc hồi nãy đó. 10 bệnh cô tâm là mình làm quá việc quá độ, cần ngủ mình thức quá nhiều thì cần ấy đó, thì biết chắc chắn nó không phải là cái đó. Thành ra năm mình phải học cái sau này nói Quyền Kinh chỉ cho tu lắc hà nạ của bốn cái tâm sở này, cái nhân gần của nó. Thành ra khi mình biết được bốn cái nhân gần thì khi nào mình quán tâm mà mình thấy cái tâm mình nó có cái năm cái một trong năm cái tâm bất thiện hỗ trợ đó, là mình biết chắc chắn là có hai anh đó ở đó. Còn nếu mà không phải năm cái tâm đó thì nhiều khi nó có trạng thái như đó thì mình biết nó là cái bệnh của thân, là cần được đi ngủ chứ không có đường nào khác để chữa, là Nam Mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con thấy đạo hữu học online đã con kính tri ân sư. Dạ con xin tiếp tục đọc câu hỏi của đạo hữu như thật ạ. Thưa sư, con nghe nói tu tập tâm bi trước. Vì có bi mới có tâm từ, vậy có đúng không? Trong khi trình tự từ bi hỷ xả. Dạ con kính dâng bích lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy hỏi cho đạo hữu như thật. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống mic. Nam mô Bích Thà Giá, kính bạch chư ông hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cái đó thì ra điều kiện là cái cá tánh của mình, cái đó nó phù hợp với cái nào, và mình ở trong cái môi trường có những cái chúng sanh loại đó. Chứ mình ở trong môi trường mà không có chúng sanh loại đó thì mình cũng không hành được cái pháp đó. Thường thường đó, tại vì mình thấy thường thường nói tới tâm từ trước, là tại vì thường ở tâm từ đó, cái chúng sanh mà được cần được hưởng cái lòng từ của mình đó, nó nhiều lắm, nhiều hơn mấy cái loại kia, nhiều mấy loại kia. Còn thí dụ như hỷ đó, lâu lâu mới có được cái người mà ta làm tốt làm hay rồi này kia, mình mới cần cái sự đó mà thôi, chứ không phải lúc nào mình cũng lấy được. Bởi vì con người ở đời đó là khổ nhiều hơn vui mà, khổ nhiều hơn vui đó. Nó khó, nó cái từ là vậy đó. Thứ hai là mình ví dụ như mình thường thường mình rải, mình hành cái tâm từ mình rải cho mình trước, nó dễ hơn là mình hành tâm bi tâm hỷ tâm xả hay không á. Mình rải tâm bi cho mình nó cũng kỳ kỳ, hay là tâm hỷ tự nhiên mình vui là vui vậy, nó phải có sự so sánh. Còn tâm từ dễ lắm, mình nhức đầu thì mình nguyện cho tôi thoát khỏi nhức đầu, cái nhức đầu ngày hôm nay, thoát khỏi sự đau khổ sự nhức đầu ngày hôm nay. Rồi mình nguyện cho, ví dụ như các cô mà làm thì nguyện cho má tôi hay em gái tôi không có cái đau khổ sự nhức đầu như vậy, thì nó dễ hơn, dễ làm hơn, là nó dễ tập hơn.
Thế còn mình đâu biết người ta mà muốn có cái bi cái hỷ cái xả là bao nhiêu cho ấy đó, nhưng mà cái xả tại sao nó khó, tại vì mình cứ tưởng là mình xả mình đi ra đường cái mình thấy tai nạn cái mình tỉnh bơ cái mình nói tôi có tâm xả, cái đó là vô minh chứ không phải tâm xả vậy đó. Cái người bị đụng xe không phải là cha mình mẹ mình, không phải con mình, không phải anh em mình làm bộ mình xả cho thử, cái người đó thân nhân của mình đi ha, anh em mình cha mẹ mình thử coi mình nhảy không, nhảy theo đường muốn động đất ruộng chợ đó mình nó xả đó. Thành ra nó có những cái nó có những cái điều kiện mà mình khó tu tập, thành ra mình phải biết cái tánh của mình mới biết cái điều kiện mà cái sau mình đang sống nó cần cái gì. Còn thường thường nếu không có hết thì mình vẫn có thể mình dùng cái tâm cái từ bi để mình rải cho mình, nó cũng dễ hơn là mình dùng cái tâm hỷ. Tự nhiên mình dùng tâm hỷ mình rải cho mình là rải làm sao, phải không? Nô bích thai á. Nam mô Bụt Thầy giá, dạ con thấy đạo hữu như thật, đã sa thú kính tri ân sư. Dạ bây giờ thời gian cũng sắp hết giờ, dạ con không biết là quý cô quý Phật tử nào còn đặt câu hỏi cuối cùng với ngài không ạ? Dạ con kính mời, con kính mời đạo tràng Nguyên Như mới vô nè. Nguyên Như có câu hỏi không? Nguyên Như lại lên hết giờ. Dạ con thấy đạo tràng chắc hỏi rồi ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi cuối cùng của đạo hữu học online. Kính sư, khi người bạn đời mình không tin có kiếp sau thì phải làm sao ạ? Dạ con kính dâng mic lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư Tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Những người bạn đời của mình mà không có tin có kiếp sau cũng khuyên họ làm thiện. Bởi vì làm thiện không có kiếp sau nó vẫn tốt hơn là không làm, mà lỡ nó có thì cũng phiền. Nên làm thiện cho tốt nhất. Làm thiện rất nhiều. Dẫu giàu rằng có kiếp sau không có kiếp sau chuyện không quan trọng. Cái chuyện quan trọng là mình làm thiện thì kiếp này mình được an vui trước. Nếu có kiếp sau được an vui tiếp mà không có thì thôi. Kể như là chấm dứt. Chứ còn nếu mình lỡ nó có hay sao mình không làm thiện thì chắc chắn là rất là phiền não ha, thành ra nên khuyên họ làm thiện vậy. Càng nhiều càng tốt, không có gì mà lỗ vốn hết đó, đừng có sợ, thành ra nên khuyên họ như vậy ha. Rồi hôm nay chúng tôi nhân cơ hội này xin cái cảm ơn cái gì không thấy vô room, tại chúng tôi coi email là cô Thủy, cô Thanh Thủy đã nhộm dùm cái áo. Cái thứ hai là nhận được cái thơ của cô Nguyên Trang với cô Nguyên Như, con xin xả thú và nó mô thân à về phước báo của quý vị đó, tất cả phước báo phát sanh được thích pháp thoại trong ngày hôm nay xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư thiện giả cùng cận sinh nam cận sinh nữ trong đạo tràng này có cơ hội để chấm dứt được ác pháp ngủ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá, Nam mô Rất Tận Nát Tây Giá Sa. Sa thú, dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân ngài rất là nhiều, đã ngài đã bỏ thời gian quý báu của mình và đến room để giảng dạy những câu hỏi, đã giảng dạy những câu hỏi cho chúng con ạ, để chúng con được hiểu rõ hơn. Dạ con không biết sư Trí Đức có trước máy không ạ? Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Dạ sa thú con kính dâng mic lại cho ngài. Dạ con xin xuống mic ạ. Sa thú Sĩ Quyền Trang, hôm nay Sĩ Quyền Trang đã hoàn thành nhiệm vụ của mình là một vị thị giả xuất sắc. Ngài đã phúc chúc xong thì bây giờ chúng ta hồi hướng, sau khi hồi hướng là chấm dứt chương trình rồi, mời Sĩ Quyền Trang hồi hướng luôn. Dạ, con Nguyên Trang và một lần nữa con kính đảnh lễ
Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh và con kính chào đạo tràng và ngài đã rời room. Và con xin mời đạo tràng cùng con hồi hướng đến chư thiên sau khi mình thánh pháp ạ. Akasattha chavammattha devanaga mahittika punyanno anumodantu chirang rakkhan tu sasanang. Akasattha chavammattha devanaga mahittika punyanno anumodantu chirang rakkhan tuno guru. Akasattha Chapatthadevanaga Mahittika Punyanno Anumodantu Chirang Rakkhan Tunyatayo. Akasattha Chapammattha Devanaga Mahittika Punyanno Anumodantu Chirang Rakkhan Tupanino. Akasattha Chapammattha Devanaga Mahittika Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Ý đăng quá tá mê buôn nhân à sa quắc khá già quá hằng hồ tú à nát gát tề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Dạ con, phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Và một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân ngài Liễu Tông và kính tri ân quý sư đã đến với đạo tràng, kính cảm ơn quý cô chú Phật tử đã đến với đạo tràng và tham gia thời pháp thoại để đặt câu hỏi cho đạo tràng. Dạ, sa thú một lần nữa con kính tri ân quý cô chú ạ. Và sau đây con xin xuống mic để ngài có thể để kinh và room sẽ khép lại trong vài giây phút nữa ạ.